Rồi ok, hôm nay tụi mình sẽ làm một cái clip là người cuối cùng ngừng ăn bánh trung thu. Nhân drama, tức là nhân trong đây nó có hên xui bạn, trong đây có nhân đậu xanh, nhân khập cẩm, nhân bí đao, nhân gì tùm lum tùm la. Và bây giờ đã lột ra hết rồi, bây giờ mình nhìn cái bánh trung thu mà không biết nó là nhân gì luôn đúng không mấy đứa? Đúng rồi, Giờ đúng lột rồi. ra là nhân bí ăn bí thôi, còn nhân drama thì ăn drama thôi, đơn giản như vậy. Bên đây còn có cái nước nữa nha. Lấy nước qua đây luôn Hào ơi, đó để sẽ khay ngang cho anh vậy nè. Thôi bỏ mấy cái nhãn hiệu quay vô trong đó, để quay mấy cái gì sạp xí ra ngoài thôi đó. Ok, và được phép uống nước rồi, ngon, em uống nước. Vậy thôi, bảy dòng kéo. Như vậy nó đang thì lương một tháng của nó là được 7,5 triệu. 7,5 triệu là lương thật sự, là chưa tính tới chuyện mà thời tiền hưởng hay cái kiểu, nhưng mà mình nếu có đó 1,5 triệu thì mình cứ cho đó là lương 7,5 triệu, nên clip này ai thắng thì sẽ được một tháng lương của Vĩ nha. Được, người cuối cùng ngừng ăn nếu thắng được một tháng lương của Vĩ. Ok, đơn giản vậy thôi, không tốt gì vậy hết, tại vì thật sự là khi chúng ta làm thì chúng ta cảm thấy mà mức lương mà không đủ thì mình có thể đề bạt cấp trên là tăng lương cho em, còn nếu không cấp không tăng lương được thì mình nghỉ thôi bạn công ty, và đơn giản vậy thôi. Và lương được cấp theo cái gọi là cái gì mấy bạn biết không, ví dụ khả năng của từng người, ví dụ như giờ lương của ekip là như thằng như đó đây đúng không, nó ngồi nó chỉ có cầm có cái máy quay, cái điện thoại nó quay thôi, lương 3 triệu chưa chắc trả cho nó nữa, 2 triệu ha. Ok, nên năng lực của mỗi người tới đâu thì mức lương nó sẽ tới đó, và cố gắng trả cái mức lương nó thấp hơn những người khác. Các bạn biết biết để làm gì không, để cố gắng hoàn thiện bản thân, phát triển bản thân, bớt ham chơi, bớt đàn đúng được các kiểu đi. Mức lương của mình càng cao đồng nghĩa với việc đó là mình có trách nhiệm với công việc, mức lương mình sẽ cao. Còn như Toàn thì lương Toàn chắc phải giảm xuống nữa rồi, hôm nay Toàn nó lười chứ, lại nó nhát quá, dầu lý nó im 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 không à. Giảm lương rồi. Ủa mà còn tiền cơm chiên cần rồi đó bạn. Thì anh chỉ tính là tiền 7,5 triệu thôi, anh tính cộng chiên cần lên nữa còn đã chết luôn, cái này chỉ là tiền lương của vậy thôi, không có chiên cần, không có hưởng bonus thêm. Ok, mỗi tháng còn được bonus thêm nữa. không không có, ví dụ giờ nói em hẳn đi hưởng cái 10 triệu với cộng vô thành 17 triệu thôi, 7,5 triệu người cuối cùng ngừng ăn bánh trung thu lụm 7,5 triệu. Ok rồi rồi, ok yeah. Ăn mừng 7,5 triệu sắp mọi người. Cứ mỗi người sẽ được một từng người được chọn một cái và ăn thôi. Đầu tiên là Tú chọn cái nào em? Em chọn nước được không anh? Được. Nhưng mà em chọn nước là chúng nó hết nước là quá tôi khu là chết, tức là mình ăn chúng nó mình khác, mình phải uống lại có kế hoạch rõ ràng. Giọng hả? Đúng không? Chó anh em phải học bốn em chọn mấy trung thu đi. Chút giọng sao có khác nước mới uống, hiểu không? Dòng sau là đảo vòng đây là 3 năm là vẫn còn một vẫn còn một lon đúng rồi. Rồi, để em chọn nha. Em thấy cái này bự nè. Đâu giờ ra cho mọi người coi coi. Là em không, cái dưới đây anh. là cái này với cái này nè mấy bạn, comment giùm mình cho cái nào bự các bạn, cái này bự hay là cái này bự? À cái này bự hả? Ok, cái bên bên phải bự nha. Rồi ok, bự. Bự một xíu. Good job. Rồi tiếp theo là anh Đại. Thật sự là bự chưa? Cái này cho mượn, cho mượn. Anh Đại, anh Đại. Anh là anh Đại ơi. Anh là anh Đại. Cái này bự nè, cái này nhỏ nè. 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 Không, đừng đừng có lừa tôi. Tại vì nó nhô lên em, nó nhìn rồi. Nó bự rồi. Rồi cái này là cái nhỏ nữa hả? Đúng rồi. Rồi Toàn, tờ mình cần gì nữa, bích đại cái này luôn. Ghê á. Bích đại á, bích đại. Quên nha, có nhân tân anh nữa, tân anh nữa, đúng rồi, có nhân nữa, có chữ ai túng nhân ra ma là chết luôn, nó húi gình luôn đó. Sao này không có mùi hết chứ phải mất ngủ à. Cái này cẩm à. Thôi lụp đại cái này luôn nha bạn, mình lấy cái này tôi ăn. Rồi tới em à, em thì sẽ là cái trong bản này đi, cái này đi, cái này nè. Xài 41 nó cũng bự mà. Nhưng mà nhỏ hơn quan quan tâm là cái nhân ở bên trong anh à. Rồi anh Hồ á Hào. Nói chung tính em thì cái cũng này mấy nào. Em nhắm mắt em lựa cái bự bự coi. Bự bự luôn, cái thêm hằng nữa nè, thêm hằng gian xảo nó bự bự. Em nhắm mắt lựa luôn anh ơi. Rồi ok nha, mỗi thằng đều có một cái. Và mình chỉ góp vô thôi chứ mình ăn ca ăn mí chút xíu là mình tới công chuyện rồi, sức già yếu rồi hết ăn nổi bạn, đặc biệt là mình đang bị rối loạn tiêu hóa bạn, không có ăn bậy bạ được nữa. Rối loạn tiêu hóa đó bạn biết như sao, nó đau ngay cái bụng này nè, khắc lại lâu lâu khắc rồi phải uống thuốc, không có ăn bậy bạ được nha, đặc biệt là sinh tồn thì cũng hên xui, thì đã uống thuốc đầy đủ rồi mới đi được, nên hạn chế sinh tồn với bạn. Dạ cả rồi. Dạ cả. Ok, mình xin phép quất khử một cái nha. Anh review cái, anh đầu hàng. Anh review cái thôi. Nhân dừa. Ủa nhân nó ngon. Ồ. Ngon vậy? Nhân dừa mà có tính cút nữa.
Ai trong đây, ai sẽ là người hợp cảnh đây? ai gọi anh lột anh nhắn dừa anh em ơi em bé thôi xong rồi. Ô nhắn dừa ngon 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 vô nhà Thảo Quyên đập cúc luôn á. Dừa cái đồ ăn dừa của bạn á, có người trồng riêng chứ anh. Đây em hả? Nhìn vô máy này nè mọi người. Ai à? Đẹp vậy? Sao ấy? Thấy mẹ sao cái giống cái mùi hạt cẩm quá ta. Cứng vậy? Ồ! Oh! Hệt quá. Nhưng này là nhân đậu xanh nha bạn. Đậu xanh đầu má. Toàn. Trời ơi. Đậu xanh luôn. Đại gì nữa. Hãy ra cho tôi. Có tính nữa hả? Đậu hợp cẩm hả? Cái gì vậy? Hợp cẩm hả ngon hả? Đây em. Ồ, đậu xanh có thích không? Không có trứng. À, có trứng anh giấu dưới à. Trứng gì hả? Con bẩn đâu? Rồi ok mấy đứa cứ ăn ha. Sau lúc ăn thì mình sẽ bàn về vấn đề của bé Dĩ. Dĩ thì chính thức rồi thổi tim mà nha các bạn. Cục kéo vô. Đáng lẽ thì mình chỉ cho nó đình chỉ 1-2 tháng hoặc là má nó qua xin mình cái thì mình cho đi làm lại thôi. Nhưng mà không biết là cái vấn đề là bị thế lực thù địch nào đó hay là thích thì nó công kích mình trên mạng. Thật sự thì do một cũng một phần là do mọi người comment rồi, hoặc là nhắn tin chửi nó nên nó mới bị như vậy. Tại vì trẻ trâu mà bạn, nhưng đợt tí cũng vậy, cứ ai chửi thì bắt buộc là nó phải tìm một lý do nào đó chính đáng để có thể out. Trong khi đơn giản nó chỉ cần nói là bây giờ là thôi mình hết đam mê với công việc rồi, mình muốn có vợ hay gì đó thì mình nghĩ cái ào là xong rồi. Cái này thì nó lại bắt đầu đi nói về vấn đề nghĩ là do ví dụ như lương 7.5 triệu tháng, nói những cái chuyện mà bí mật riêng tư gì đó hay là nói cái gì đó mà nó có lợi cho bản thân mình thì như vậy là không nên. Clip hôm nay là mình đính chính để cho mọi người không còn bình luận, comment hay là chửi gì nó nữa hết, để cho im cái drama này xuống. Bởi vì khi cái drama này mà nó ảnh hưởng tới những cái nhãn hàng, nhà quảng cáo, họ hủy hợp đồng quảng cáo gì đó là tiền là chỉ nó phải chịu trách nhiệm. Bởi vì khi chúng ta công kích cá nhân, tập thể gì đó các kiểu mà làm ảnh hưởng đến họ thì chúng ta phải chịu trách nhiệm các bạn, giống như vụ của chị Hàng vậy đó, công kích anh Đàm hay là chị Hỷ gì đó, đi 3 năm lận đó, đền tiền tiền tỷ mà cũng phải đi 3 năm nữa. Nên đừng bao giờ công kích bất kỳ ai trên mạng. Nên lý này mình chỉ đang rỡ gói cho anh Dĩ thôi nha các bạn, để cho nó mọi người im luôn, không chửi gì nó nữa hết, xong. Tại vì mọi người chửi nó thì nó mới phải phản bác lại thôi, chứ bình thường đâu có gì đâu. Nó giờ nó thích nghỉ thì nó nghỉ thôi, nó không cảm thấy không vừa với lại cái đồng lương thì nghỉ. Nhưng thật ra là đồng lương thấp là do bản thân của mình chưa tới. Đặc biệt là còn lộ, nó còn làm lộ ra cái hợp đồng KOL chia 91 gì đó, 5 năm. Hợp đồng 5 năm KOL và chia 91 thì nó đâu có xem hết hợp đồng, bữa họp hợp đồng thì nó nghỉ đi chơi. Đâu hợp đâu biết. Hợp đồng á chia 91 với điều kiện là doanh thu của em á là một tháng kiếm được có 10 triệu công ty tốn nè. Caraman, biên kịch, ekip, xe cộ, xăng, cộng bổng đồ các kiểu. Tháng anh kiếm về được 10 triệu. Em lấy 5 triệu, còn 5 triệu đó không đủ để cho anh ekip đi ăn nữa. Thì bắt buộc là phải chia 91. Nhưng mà khi cái doanh thu của em nó cao lên là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu gì đó các kiểu, thì nó bắt đầu nó chia thành 28, 37, 44, 55 và mức cuối cùng là 64. Ví dụ như em kiếm được 100 triệu thì em sẽ được 40 triệu, được 60 triệu, công ty được 40 triệu thôi. Đặc biệt là công ty nâng đỡ em rồi, camera nè, editor nè, máy dựng nè, phương tiện di chuyển nè, đạo cụ nè, tiền bạc đồ các kiểu, rất là nhiều thứ trong đó. Bởi vì công ty mà chứ không phải mình làm bình thường đâu. Nhưng mà em không có năng lực thì cả đời em cũng đâu có làm được KOL đâu, mà em tính cái chuyện 91. Còn mặt đặc biệt là khi ký vào cái hợp đồng KOL thì mình mới phải làm KOL thôi, còn bình thường thì cứ làm thôi chứ đại rồi, các kiểu thôi. Chỉ quay bình thường đâu cần phải là kênh YouTube hay là gì đâu, cứ kêu đi quay thì quay thôi. Lương tháng 17-20 triệu do sướng không? Trên mạng xã hội là chúng ta sợ nhất là công bố lương các bạn. Thật sự là công bố lương nó rất là cực. Và những thành viên là lương không biết lương của nhau nữa. Nó không gato. Nó sao lương này cao dữ vậy? Tiếp theo anh ơi. Không, sống hết kìa, mình phải tiếp cho em. Ngán mà anh đang nói chuyện chưa xong nữa, ăn xong rồi, ăn dữ rồi. Toàn nó trở lại rồi. Lợi hại hơn xưa. Mấy cái ngọt ngọt này toàn khỏe lắm.
Và trong cái hợp đồng lao động, hợp đồng cao eo nha, chứ phải hợp đồng lao động của bạn, thì chúng ta sẽ có là 3 năm đầu không được xô bạn gái, chứ không phải là không được quen bạn gái. Quen bạn gái bình thường nhưng mà không được xô ra, bởi vì khi chúng ta làm KOL, làm celeb, fan, ví dụ như Tú thì fan của Tú là mấy bạn gái, mấy bé nhỏ được. Tự dưng biết Tú có gợi rồi thì mấy bé nó sẽ bớt theo dõi đi, mắc fan rất là nhiều, ảnh hưởng rất là lớn với công ty, nên 3 năm đầu là không được xô bạn gái thôi, chứ quen bình thường. Tới năm thứ tư được phép xô bạn gái, được phép lấy vợ luôn, nhưng không được phép sinh con. Bởi vì sinh con chúng ta tốn tới 2 đến 3 năm để chăm con, là 2 đến 3 năm đó là không có làm gì được hết. Nên phải có cái hợp đồng như vậy. Cái KOL nào cũng hợp đồng như hết các bạn. Bình thường mà, mình mới có 20 tuổi mà mình sợ 23 tuổi mình có con. Trời ơi, còn hơn cả anh Z nữa. Được heo. Hiểu không các bạn? Mình còn nhỏ, có vợ gì, nhưng mình có 30 tuổi mới lấy vợ. Có đâu, đàn ông trai là sự nghiệp đặt lên hàng đầu. Còn nó không đặt lên được sự nghiệp thì nghỉ thôi, bình thường, không có gì phải công kích nó hết. Và nó đặc biệt là không có gì phải phốt hết, bình thường. Mình chưa có sự nghiệp thì mình thích thì mình nghỉ thôi. Nên mình mong là sau clip này thì mọi người không có bình luận khiếm nhã, chửi dĩ hay là nói gì tới dĩ hết nha bạn. Xong luôn, kết thúc drama này. Bởi vì chỉ cần một cái hợp đồng nào đó bên RAN nó báo là do thằng này nó tạo phốt bên kênh của mày, giờ tao không muốn làm quảng cáo cho mày nữa, mày đền hợp đồng cho tao là cái tiền đền đó là bắn vào bình dĩ các bạn. Bởi vì khi mình hợp đồng lao động là có điều khoản hết, không được làm khó khó tiền công ty, nên nó có nhiều vấn đề lắm. Em mà càng làm lớn chuyện ra em đi tù thôi, còn nhiều cái lắm, mấy cái chuyện nhiều lắm, mấy chuyện riêng tư rồi nữa. Ok hay vậy, nếu coi được video này xong good, anh không có phốt gì em hết, anh đang gỡ gói cho em để cho mọi người hiểu là tại sao em nghỉ thôi. Mình ví dụ như bây giờ mình cảm thấy là mình không thể nào làm được KOL thì mình nghỉ. Như là như Toàn đâu ép làm KOL đâu. Như bữa hôm qua mới nói với Toàn xong thì Toàn hiểu ra làm KOL là chỉ đơn giản là quen bạn gái không được quen thôi. Thì em có suy nghĩ gì chưa Toàn? Đang suy nghĩ rồi. Đang suy nghĩ hả? Em vẫn muốn quen bạn gái hả? Không anh. Gửi em là cái gì? Cút tôi cái bánh hạp cẩm này chứ. Hỏi quá rồi, hạp cẩm. Là xong anh chưa mọi người? Xong rồi anh. Hào lẹn ơi! Hào! Anh chưa đâu, anh ngồi. Vậy còn đây còn thầy. Không, anh đầu hàng rồi em. Anh đầu hàng rồi. Anh hạp cẩm lẹ kìa. Ngán quá. À mấy bạn hay hỏi cái vụ là tiền hưởng có hạt không? À mấy bạn gán nhát khoảng chừng 3 cái bánh tôm hùm rượu tôm mồm mấy bạn, sau đó mấy bạn hắn cái game á, sau đó cái mình không đưa mấy bạn tiền hưởng, chắc các bạn đấm vô mặt mình cho sưng cái mỏ lên đó mấy bạn. Đặc biệt là mấy bạn sinh tồn 3 ngày 3 đêm mũi chích được các kiểu, xong cái tiền hưởng mình lấy lại á, good, chắc là mồm của mình chắc nó bị veo lên. Nên tiền hưởng 100% là hạt. Một tháng làm 50-60 tỷ. Tỷ mấy bạn, dữ lắm. Lẽ có 50 triệu không lẽ không chi nổi cho một video. Có hát mình làm có 1000 tỷ hơn bác Vượng nữa. Đồ thôi, tiền hưởng thì hạt nha bạn. Tiền hưởng sao mà làm láo được. Tự nhiên bắt người ta thử khách đồ các kiểu đã đời rồi lấy tiền lại của người ta thì ăn đấm thật sự luôn các bạn. Ví dụ như kênh nhỏ đồ, ví dụ như cái kênh nhỏ lượt xem có 100-200 ngàn đồ thì làm xong lấy lại đồ thì chắc là được. Bởi vì khi lấy lại thì là mốt kênh lớn lên thì 2-3 triệu lượt xem thì có kinh phí thì mới làm được chứ. Cái video mà 100-200 ngàn lượt xem mà cái giải thưởng 50 triệu thì thật sự các bạn biết chắc chắn là giả. Tại vì cái tiền quảng cáo đó không có bằng được cái tiền giải thưởng nữa thì sao mà làm được. Còn một video có kênh mình tới 2-3 triệu lượt xem thì mình chi thoải mái nha các bạn, mình làm không lời cũng được, chi thoải mái, tiền này làm hết, miễn sao có lượt subscribe nhanh đẹp, 10 triệu đăng ký, lãnh nút kim cương về cho ngầu được cái kiểu thôi, mình quan tâm vấn đề đó thôi. Còn bạn nào có câu hỏi nào nữa trong thời gian chờ đại nó ăn xong thì mình trả lời thêm 1-2 câu nữa là xong. Không biết con nhảy. Anh nhảy ra. Kia lại coi hào. Thấy tới rồi. Mình vẫn chưa thấy. Hôm nay tôi hơn 70 tuổi rồi, ăn cái bánh hạt cẩm này. Lửa bánh. Thấy các bạn hỏi cách thăm gia thử khách bên mình thì đơn giản là các bạn có thể theo dõi TikTok. Ở TikTok thì mình ít khi nào mời TikTok đó bạn, tại TikTok mà mình mà đăng mời rồi hay bị lớp lắm. Mình mời thường là mời trên Facebook với lại cộng đồng YouTube. Và đặc biệt là có một cách mà dễ tham gia hơn đó chính là mua áo Lovilock của bạn. Trên web lovilock.com đây, áo 2 bít nè. Đây, 2 bít đây. Đúng rồi, mình mua áo về thì mình sẽ có tỷ lệ được khi mình mua mình sẽ để lại số điện thoại, không tin liên hệ đâu các kiểu các bạn thì
thấy ví dụ như thử khách đó ở Đà Lạt thì sẽ cố gắng gặp đông những bạn ở Đà Lạt được cái kiểu cho dễ chơi, còn nếu như thử khách đó mà cần cả nước thì gặp đông cả nước luôn. Nên có những thử khách thì nói ủa sao bạn đó gần quá, thật sự là cũng cố gắng gặp đông những bạn ở gần, bởi vì khi chúng ta mua đồ là có địa chỉ vậy và mời chơi thôi. Chơi thì chủ yếu là anh em giao lưu rồi thôi, chứ khẳng được khó lắm mấy bạn, bởi vì như đây cả đám tụi nó cả đám như vậy là nhân đại là sắp tập lên nè, khó khăn thử thách lắm mấy bạn, sắp tập tới dân nhưng hợp cảm mới biết là có nhiều người người ta phe phe hợp cảm với phe đậu xanh là hai bên là tách biệt ra 50-50. Vậy em phe đậu xanh hãy tha cho tôi ăn cao mét nhiêu, ăn bữa có clip mét sáu bảy cấp gia chiều cao rồi đúng dạ, không nhưng dạ. Bạn nó chưa xem clip đó rồi, mình có thể lên YouTube mình coi cũng được mà. Ờ, làm sao đây bớt nghèo quá. Chắc là mua vé số. Câu hỏi rất hay. Mua vé số vậy? 10 điểm. Hả? Tuyển dụng. Biết cách lại tuyển dụng. À, mình hiện tại là mình các bạn thấy tốc độ video ra hết là chậm là do là editor mình vừa mới nghỉ hết một bé. Do bé nó đang đam mê với lại đồ họa 3D các bạn, làm phim hoạt hình rồi. Việt Nam mình đang chuẩn bị hình làm phim hoạt hình các bạn, nên bạn nó muốn quyết định là thử thách bản thân. Là thử học hoạt hình rồi các kiểu, mốt khi học xong rồi về làm hoạt hình cho kênh mình rồi sao. Nên bạn nó nghỉ và thiếu editor các bạn, nên mình vẫn còn đang tuyển editor và đặc biệt là tuyển cả biên kịch cho kênh Lâm TV nữa nha. Bạn nào có nhu cầu và muốn ứng tuyển thì các bạn có thể gửi mail tới mail của kênh mình trong phần mô tả video các bạn. Tiêu chí. Ủa có mấy bạn mới vô hay sao hỏi là tại sao bị gửi tim? Tại bạn các cố gắng qua bên FB hoặc là IT á bạn, kênh của mình á. Tu là đoạn mình nãy nói như cách đây khoảng 5 phút là nói vấn đề đó rồi. Chỉ gì nó thích đi chơi rồi nó bơi bói quá nên nó cho mình cho nó nghỉ cái vài tháng á bạn. Nếu như mà mẹ nó qua là xin làm lại hay là xin lỗi gì đó thì cho làm lại, nhưng mà kết quả thì nó muốn nghỉ luôn. Chắc là do có tác động bên thứ ba nên tôi nghĩ luôn nha. Ủa hả? Sao lại Tú nhầm tên anh ơi? Ủa? Anh Hào anh ơi. Đúng. Dạ đúng rồi, Hào thì là đúng rồi, đổi Hào. Để coi có comment nói về Tú đi. Tú nó có gì đâu mà nói được cả cái buổi từ sáng tới chiều nó vô công ty nó ngủ không, có gì đâu mà nói đó. Tú rất là đẹp. Tú duy nhất là nó được cái là nó có nét đẹp xấu hơn mình một chút thôi, còn lại là nó ngủ nhiều. Má nách anh ơi. Sao? Quá dòng hả? Không. Tuấn hay nát thôi. À hồi nát nè. Em qua bên anh hát của em. Làm chay hồi nát. Anh bán uy tín lắm. Anh thấy là nhiều người comment là tị nhất điểm với em. Thôi lại bóc phốt bạn như thế. Vậy cứu đại đó, ăn nhân gặp cảm mà nó như là ăn khúc độc vậy, lẹ lên. Mình qua dòng đi, em chọn nước. Ok, anh cho em một đặt ăn luôn. Ok, chúng ta qua vòng và cái này vẫn phải ăn ha. Ok, đổi vòng, Hào trong trước. Đến lúc mình nước rồi Hào ơi. Chúng ta đến cái vòng thứ hai nha mọi người. Chúng ta sẽ vừa ăn bánh trung thu mà vừa nói về cái drama này nha. Rồi, em xin nha. Vừa mới vòng 1 cái vòng sai ra uống nước rồi. Coca Cola nhỏ xíu, ăn. Đã đến lúc mà phải diệt đại rồi. Coca gì? Pepsi không được. Pepsi không calo. Rồi, tiếp theo là Lâm đầu hàng. Mình dài rồi ăn này chút luôn. Nó đào cái hồng bên trái này đó các bạn. Ủa? Thôi hả? Thời hồi này ai đi uống nước ăn? Chiến gì em? Có một tháng lương con dĩ rồi làm gì ghê hả? Toàn bữa nay nó muốn lấy dĩ rồi nè. Vậy là lấy một dĩ rồi. Thôi em lụm cái này luôn. Điện. Anh dùng rồi. Cái này. Nó có nhỏ. Ok, tiếp theo là đại. Cái này nó có cái lỗ hổng vũ trụ á. Lấy cho tài hạ lon Pepsi. Lon Messi. Chính là nó. Rồi Tú. Tú em. Đi ra. Cái nhỏ đúng không? Để em kiếm cái nào nhỏ nhỏ. Đây. Rồi. Bích. Bích ngay cái này. Rồi, nói chung là chúng ta sẽ có 3 bé uống nước và 2 bé ăn nha. Ok, tiếp tục. Mọi người hưởng thức. Và mình lại tiếp tục có câu hỏi đã bạn đặt thì mình sẽ trả lời luôn trong video này nha. Cẩm. Không cẩm à. Này đổi sao anh này học cẩm. Có vẻ áo mình đang uống mấy này. Tí 12 thì không phải anh em gì của tụi mình hết nha các bạn. Để Dương ăn vậy, người ngoài thôi. Bây giờ câu kéo. Nên nếu như mà ăn mà nó bùng nổ gì đó, nghĩ một cái xin lại làm khó lắm, đâu phải anh em đâu. Anh em mới xin làm được.
ít nhất là ví dụ như bây giờ em chỉ hộ khẩu của anh là Lơi Lơi Hoàng An thì được, chứ mình Hoàng An là không được. Ừ, mình mà xin nghỉ chỗ năm thì mình chuyển qua mình làm cho anh Vũ Huy. Anh Vũ Huy, anh Vũ Huy nghe quen quá ta. Không tên của anh quá à. À, anh cho em một tin. Hiện tại là mình đang tuyển thêm một ta lành nữ cho kênh Lâm TV nha bạn. Lâm TV thôi, bởi vì kênh Lâm TV rất là dễ làm. Chỉ đơn giản là cắm trại đơn giản, người 24 giờ ăn uống vui chơi rồi thôi. Nên có tuyển một bạn nữ, bạn nào muốn tham gia thì có thể liên hệ fanpage của mình. Tiêu chí tuyển KOL nữ là gì? Tiêu chí tuyển KOL nữ thì chúng ta phải có một cái gì đó mà dễ nhìn một chút, ngoại hình dễ nhìn một chút. Khả năng ăn nói lưu ló. Ưu tiên ở Bình Dương, do là ga vô đột cực lắm. Ưu tiên ở Bình Dương. Và người tốt hả? Rồi, đúng rồi, nhân cách bạn phải coi là người tốt, phải tốt bụng rồi mới được. Phải người tốt mới được. Em muốn bóc phốt Tú anh ơi. Tạo đến tuyển KOL cái đã. Và vẫn hợp đồng KOL vẫn là 5 năm. 3 năm đầu được phép quen bạn trai nhưng không được công khai. Tới năm thứ tư được phép quen bạn trai nhưng không được có con. Xong. Hợp đồng KOL chỉ đơn giản, vi phạm hợp đồng thì chỉ đền có 50 triệu thôi. 50 triệu thu cả cái tiền lương nữa bạn, chỉ là chủ yếu để răng đe. Dự định gì hả? Dự định sắp tới là gì? À, dự định sắp tới của mình là sẽ phát triển mạnh ở kênh Lâm TV với đối tượng là những bạn thích xem giải trí thôi các bạn, xem ăn liền, ví dụ như cắm trại cái ào, thử khách thêm 4 giờ ăn uống, rồi hoặc đơn giản là ngồi ăn bánh trung thu thôi, là sẽ đăng ở kênh Lâm TV phát triển mạnh. Và kênh đó thì sẽ tuyển thêm cao em nữ để cho nó có màu vừa màu đồ, màu hồng được kiểu bạn, chứ toàn màu hồng không thì kỳ lắm. Đủ, sắp có màu sắc mới rồi mọi người à. Còn kênh Lâm Vlog thì mình sẽ hướng đến những thử khách liên quan tới khách mời. Ví dụ như Tốt Tìm, chuẩn bị mình có clip là Tốt Tìm ở nhà hoang, khoảng 20-30 người cùng chơi, khách mời. À, một triệu sub có event gì thì... Gì? 10 triệu anh ơi. À, 10 triệu sub. 10 triệu sub có event gì thì nếu như bạn nào là fan bê tông của mình thì các bạn sẽ biết là khoảng 4 năm trước mình có một lời hứa, nếu như 10 triệu sub mình sẽ có một cái video là mua sạch siêu thị các bạn. Và siêu thị dĩ nhiên là siêu thị mini rồi, chứ siêu thị Aeon là chắc mua chắc cũng phải mấy chục tỷ mới mua hết được siêu thị Aeon các bạn. Và mình sẽ mua hết cái siêu thị mini, ví dụ như là mấy cái mini top các bạn, mấy siêu thị nhỏ nhỏ đó, mua hết luôn và khoan khoát cho mọi người. Chỉ đơn giản là thử mua hết siêu thị mini coi xem bao nhiêu tiền, xem mấy trăm triệu như thế nào nha các bạn. Mình sẽ chỉ đơn giản vậy thôi. Hai bích có nghĩa là gì? Chữ H I B D là hai bích, có nghĩa là Huy Bình Dương các bạn, hay là anh Huy bị dụ vậy? Em vẫn Huy bị D. Huy bị dụ em. Có chữ bờ y mà sao bơi được? Bờ y bởi là bị, nhưng mà tính hệ chữ đầu là hai bích, nhưng mà nó bờ y đờ, bờ y đờ. À, chứ không phải là Huy bờ đờ đâu. À, bị dụ em, chứ không phải là bị nha. Huy bị, chứ không phải bị. À, series sinh tồn, hiện tại thì tụi mình có một cái kịch bản là sắp có một clip 30 ngày sinh tồn tới đảo ngoan rồi các bạn. Nhưng mà 30 ngày hơi phơi nên lên kịch bản hơi gắt một chút nên chưa làm được. Mà chắc chắn tương lai sẽ có nha. Và clip đó ăn làm chủ sĩ luôn các bạn. Cái bạn có bạn hỏi là sinh tồn đẹp. Dĩ chi 91, cái 91 là hợp đồng KOL, Dĩ không phải là KOL nên Dĩ nó không cần quan tâm cái hợp đồng đó. Mấy bạn hiểu không? 91 đây là của KOL. Và bạn nào mà chưa xem các bạn có thể qua bên kênh của mình. Kênh IT của mình đó nha các bạn. Các bạn tua lại khoảng phút thứ 5, phút 10 gì đó. Mình có nói về cái đó rồi. Mình không có nói nhiều quá được các bạn. Lọn. Tại vì cái buổi này là mình like tên top top nè. Like tên FB và có lại like tên ca tên IT nữa. Like 3 nền tảng một lúc. Để dành cho bạn nào mà không xem kịp các bạn có thể qua bên kia và tua về coi nha. Tên TikTok thì nó không có chức năng lưu. À, sắp tới thì mình sẽ có kênh chuyên làm về game. Và anh đây sẽ là chủ kênh chuyên làm về game Liên Quân này, những game chơi rồi các kiểu. Và có cả giải thưởng từ trong game. Ví dụ như bây giờ kênh đó mình chơi Liên Quân đi thì sẽ 5 đứa đánh với lại 5 bạn khách mời, bên nào khẳng lụm 5 triệu, 10 triệu gì đó giải thưởng tùy. Còn bên nào thua thì lỗi Hào nha. Bên nào thua thì do thằng Hào. Vậy thôi, đó, mình sắp tới mình sẽ có cả kênh game. Và có cả kênh chuyên làm về thiện nguyện luôn nha các bạn. Tại vì mỗi kênh phải có một cái chủ đề riêng, không có làm tự nhiên kênh Lavilog lại làm thêm thiện nguyện trong đó nữa thì nó loãng lắm các bạn. Nên sẽ có kênh thiện nguyện luôn.
kết hợp với KOL khác. Sắp tới thì mình sẽ có cả những cái buổi talk show hàng tháng, dù mỗi tháng đầu tháng hay cuối tháng gì đó, mình sẽ có một cái buổi live giống vậy và nói chuyện, rồi những câu hỏi các bạn đặt những câu hỏi ra mà mình trả lời, và có thể sẽ có những KOL khác, khách mời khác rồi các kiểu mời dành mình nói chuyện đời tư rồi những cái bất cập đồ khi quay clip rồi các kiểu nữa, nên các bạn cố gắng subscribe đồ theo dõi kênh của mình FB đồ TikTok rồi các kiểu nha các bạn. Dự định thì kênh mình thật sự là dự định là rất là lớn, bởi mình thật sự là mình đã thành lập công ty rồi các bạn. Những cái làm bây giờ nó rất là lớn chứ nó không phải là nó đơn giản. Và bé Dĩ mình nhớ là nó ký hợp đồng điều khoản đâu coi hết luôn rồi, xong bây giờ vi phạm một đống điều khoản luôn, không biết từ giờ sao nữa. Gặp thằng Tào thằng Hào nè, nó mà chỉ cần nó nghỉ mà nó còn chỉ cần nó làm một cái mà hắt khó công ty chừng 10 triệu là đi tù bà nó rồi, chứ không có vụ mình nói chuyện đây mà giải thích đâu. Dạ. Fan up fan thì còn cái vấn đề là mọi người hỏi là có up fan không, thì up fan thì mai mốt là hình như là tụi mình có lên kịch bản là khoảng một năm là sẽ có một buổi up fan á bạn, y như là Tết năm mới mình hay có những trò chơi Tết á, up fan thăm mộ á, mình thử up fan là ví dụ như mình mở ra cái hội chợ, cái ai mà subscribe hay là mua áo hay là có vé mời gì đó, fan cứng rồi cái kiểu gặp đùm rồi đó, được mời đến dư hội chợ, trong hội chợ đó sẽ chơi những trò chơi, ăn những cái gì đó giải thưởng đồ hạt đồ, rồi túng những cái tiền thưởng gì đó, lô tô rồi cái kiểu mà có fan ốp vậy nha. Cho em lên chưa lô tô luôn. Ủa mình được một bầy nón luôn kìa. Ủa xong chưa? Xong anh. Xong anh. Ai còn quá trời nha. Cái nữa đầu hàng hả? Cái gì còn có một miếng à, không lẽ không vượt lên. Anh nói sắp xong rồi đó, anh nói sắp xong rồi đó nha. Trăm câu kéo hiệp nổi tiếng. Ok đó. Mọi người hỏi gì nữa, mọi người hỏi nha. À vua đầu bếp thì thật sự là những cái món ăn nó cắt là kinh khủng quá. Nha bạn. Ăn xong chỉ muốn ải chỉa thôi đó. Nên mình không có sợ bam được. À, tiêu chí tuyển biên kịch thì chỉ cần chúng ta có khiếu hài hước nè, suy nghĩ ra những cái kịch bản gì đó mà nó lạ lùng, rồi đã từng có kinh nghiệm hay là có tài năng gì đó thì là được rồi. Tại vì luôn có buổi cắt tiền mà bạn, nên không có nói gì cái tuyển biên kịch được. Biên kịch thật ra đó là một cái bản chất của mỗi người, mình không binh hay gì đó thì mình sẽ chắc chắn được mời thôi, làm biên kịch thôi. Bỉ rời tim rồi mọi người ơi, bạn nào chưa xem có thể qua kênh IT của mình, tôi về phút thứ 5 hay phút 15 gì đó là chắc là sẽ có cái đoạn mình nói về vấn đề đó, nói rất là rõ luôn nha. Ma sói tập 2 editor đồ ta, ma sói tập 2 khi nào có ta? Trong tuần này á. Ma sói tập 2 là có thể là trong tuần này, cuối tuần này hoặc là có thể là đầu tuần sau. Nói chung là khoảng 5 đến 10 ngày nữa là xong cái ma sói tập 2. Và ma sói tập 2 là hình như có Vĩ đúng không? Đúng. Vậy là mấy bạn có thể hóng ma sói tập 2 để xem lần cuối cùng của Vĩ tham gia tình team. Chứ bạn biết là bất kỳ một thành viên nào out team mà có drama thì chắc chắn là khó có thể trở lại lắm, nên các bạn cố gắng hóng ma sói tập 2 để xem video cuối cùng của Vĩ nha. Mình không có phớp gì Vĩ đâu bạn, chỉ đang nói này đang giúp nó thôi, để cho mọi người không chửi gì Vĩ nữa hết nha. Tại vì khi mà chúng ta out team mà lại bị chỉ trích, bị mọi người comment chửi rồi cái kiểu thì bị áp lực và bị stress lắm, và nói chuyện ra là nó thiếu suy nghĩ ra các bạn, và kết quả là hậu quả là như vậy, giá khá là đắt luôn. Ở giây mốt là có nghỉ đại tú hào ăn gì đó cái kiểu, có nghỉ thì đền hợp đồng mà cố luôn á. Ok, em nghĩ qua anh Dũng Huy làm tiếp. Em nghĩ qua anh Huy Lê làm. Anh nổi tên rồi. Em hết rồi nha. Anh Hương đâu anh hả? Thằng Hương nó có nghề nghiệp ổn định, nó đi làm đàng hoàng chứ nó đâu có rảnh làm với mình các bạn. Hương thì nó có công việc, nó làm website các bạn, nó có website riêng rồi cái kiểu. Giờ nó đi giới thiệu các bạn là nó đi chơi hay nó cũng có tiền, nó làm website mà lãnh tiền quảng cáo cái kiểu mà. Nó chỉ làm vì đam mê thôi. Hương thật sự là làm vì đam mê luôn. Nó không cần lấy tiền lương với mình hết, nó em ruột mình mà. Nó ví dụ như cái clip đó, nói clip này vui nè, Hương muốn chơi không, cái nó sẽ cố gắng sắp xếp nó chơi thôi. Chứ bình thường thì không có chơi nhé bạn. Bạn thấy là nó đi chơi vòng vòng ngày nào cũng phải đi chơi không, có tiền mua ô tô nữa, biết là nó nhàn cỡ nào rồi. Không có nào sướng bằng bé Hương thôi nha bạn. Xong chưa? Đậu hàng. Trăm câu kéo hiệp nửa tiếng anh rồi. Anh quyết định là cho mấy đứa hiêm vòng cuối nhất quá tao ha. Ok, chúng ta đảo vòng.
Rồi tốt chọn trước. Miranda. Cái này là Aquafina. Miranda. Rồi, đại. Cái màu trắng trắng. Mới uống lon vũ nữa hả? Đúng rồi, cái màu trắng trắng bên trái, bên trái. Rồi, tôm vũ vô mấy bánh tan ơi. Ăn. Liệu ghê lắm á. Mày xong rồi, dẹp 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 dùm. Em định chọn bánh trung thu nhưng mà nó ghê quá nên dùng luôn nào. Rồi Hào, dứt nào. Có cuộc chơi nào mà công bằng đâu. Không có cuộc chơi nào không tàn hết em, dứt em. Anh nãy uống lon nhỏ rồi. Nè. SL. Muốn sao nhỏ đúng không? Mini anh ơi. Cái đó anh. Là nhỏ hấp em. Cắm, nhỏ hấp cắm, hấp cắm, hấp cắm. Để em kiếm cho. Nè, cái này bị nứt ra nè. Hấp cắm nè. Đây nè, em phát hiện rồi anh ơi. Nếu lội tỉ luôn nè. Đây nè anh, cái này là SL. À, là sợ L đó. Nghĩa là dòng này là 1, 2, 3, 4 nước và 1 bánh thu. Cảm, không được đây. Đấy rồi, đó đấy rồi. Rồi bạn ơi. Chưa mà. Mười điểm. Em chưa mà. Chưa gì lụm rồi. Lụm lụm rồi nhìn thấy ăn gian hả? Hãy tha cho tôi. Rồi ok, mấy đứa trước đây nha. Rồi, dòng này vòng 3 đó mọi người. Nghĩ là clip này chắc 4 vòng là xong rồi. Tiếp tục con kéo thôi. Mọi người ngon miệng. Ok, nãy đang có đặt câu hỏi. Trong lúc tụi nó ăn uống thì mọi người cứ đặt câu hỏi nha, mình sẽ trả lời. Video của Binh Jet chính là ma số tập 2 á mọi người. Chắc khoảng là 5 đến 10 ngày nữa là sẽ xong. Tại vì bây giờ mình chỉ còn có 2 editor thôi. Làm kịp không làm không kịp nha bạn, không cảm nha. Mình đang tỉ editor á, bạn nào có khả năng edit video mà nhà gần Bình Dương hay muốn qua thử sức thì có việc nộp CV nha. CV chính là hồ sơ xin việc nha, chứ phải CV là công việc nha bạn. Tới mail của contact của mình nha. À, lương của editor của biên kịch thì buổi đó các bạn được phép nói mức lương mong muốn của bạn ra luôn. Bạn muốn 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, 1 tỷ cũng được hết, thoải mái. Tại vì chúng ta sẽ đánh giá vào cái năng lực của bạn. Ví dụ như bạn này, bạn ăn nói là muốn làm editor lương 15 triệu. Bạn Hào thì lại nói là editor muốn 5 triệu thôi. Bắt đầu mình sẽ đánh giá. Thôi lụm háo. Nó dạng vậy các bạn. Nói chung là bạn thấy năng lực bạn tới đâu thì cứ đưa mức lương ra thôi. Chứ lương là nó không cố định. Như trong đám, một đám tôi nó ngồi ở đây. Hoặc là một đám ekip 15, 10 hàng đằng kia. Mỗi hàng đều có một mức lương khác nhau hết. Bởi vì năng lực chúng ta tới đâu thì mức lương chúng ta tới đó. Nên đừng bây giờ mình lấy cái lý do là lương mình thấp. Mình xin nghỉ. Mình phải khó hận là mức lương mình bao nhiêu mình mới làm. Chứ tự nhiên giờ thôi mày vô mày làm hay xong rồi tao tính lương sao. Làm đã đời là một tháng trời trả lương 500k. Chắc ăn đấm quá các bạn. Nên vừa mới làm là đã có mức lương rồi. À, làm clip câu cá trên biển. Tháng 11 này mình sẽ có một clip câu bực câu cá luôn nha các bạn. Tới một bực là sẽ có. À, clip 1 sao, 10 sao có dàn dựng hay không? Khăm rồi có cả những đoạn like stream luôn. Tại do mấy bạn nhiều bạn comment là bốc khăm dàn dựng nên mới có những cái đoạn live stream. Bạn nào theo dõi top top mình là biết là lâu lâu mình live stream bốc luôn bạn để cho bớt dàn dựng. Các bạn cứ comment dàn dựng đi. Rồi mình hay live stream dàn dựng cái gì. Thật ra là mình hết số sao hấp đó bạn. Một cái clip cấp chạy làm vlog vào số là sao hấp á. Clip đó nó rất là nhiều lượt xem. Các bạn biết tại sao mình biểu diễn những kỹ năng là sinh tồn nè. Bắt con này con kia làm nhà sinh tồn đồ, lượt xem rất là khủng. Còn mình vô 10 sao rồi, không có gì coi luôn á. Mấy nhỏ này nó vô 1 sao nè, Dương này vô 1 sao nè. Lụm cái tấm thảm, cái nó đẩy ra cái nằm ngủ. Còn phim này nè, lụm mấy cái lá lọp lên cái ngủ. Đặc biệt là ăn nè, chú tệ làm nhà lá cây. Làm cái bằng như vậy nè, cái lụm cái lá lên. Còn phim này này mà vô 1 sao nữa là chắc chết luôn á. Chắc nó nằm ngoài cát nó ngủ luôn á. Làm nhà cực kỳ uy tín luôn. Nên bọn bốc thăm 1 sao 10 sao thì mình thật sự là gắt hít vào số sao hấp với bạn. Mình là chủ kênh mà mình phải gánh đó các bạn. Mình cố gắng là mình vào số sao hấp. Sao em? Thấy cảnh báo gì đâu? Đúng rồi, cái đó bị cảnh báo là ngôn từ gì đó? Cái đó bị giảm mình xem anh. Ok. Nói chung là ở trên TikTok nếu như mà nó bị sụp like thì mọi người có thể qua kênh chính của mình xem nha các bạn. Tỷ lệ sụp like TikTok khá là cao, bởi vì TikTok nó sợ cạnh tranh lắm rồi. Sợ cạnh tranh những nền tảng khác, nhưng mà thấy mấy nền tảng khác có ai ai quan tâm TikTok đâu. Đúng không mọi người, hơi kỳ. Cứ sụp like thì mọi người cứ qua FB thử bò rồi cái kiểu hay là IT của mình coi nha. Đến gặp đêm mà lấy Khương thì nó đi làm rồi các bạn. Cọc kéo của
Tú bé xe đạp xong có bị gì không anh? Biết bị gì không bạn? Clip đó mình mắc tiền của xe đạp khác. Có đâu đền xe đạp, có đâu bình thường mà. Một clip bỏ ra một 10 sao 30 triệu mà bạn nghĩ xe đạp có mấy trăm ngàn ăn khu gì. Chủ yếu là bán xong thì có nhiều bạn chửi Tú chơi vậy các là good vậy thôi. Chứ không sao đâu bạn. Anh đã hy sinh gì anh em rồi. Đúng rồi, nên cái lúc đó nó cũng quà ban vô gió á. Cũng khá là hay vậy bạn. Không sao, lỗi hào. Anh em đâu mà. Tí 12 live khuya khịa. Tí thì thật sự là mình không có phốt gì Tí hết. Tí nó duy nhất đó chính là nó cảm thấy là mức lương không mong muốn thì nó nghỉ thôi chứ bình thường rồi. Tại vì lúc nó nghỉ mình nói với nó một câu duy nhất luôn. Em nghỉ với anh em chắc chắn em hỏi hẳn. Tại vì lúc đó kênh mới lập. Lương của Tí hình như khoảng lúc đó chỉ 6-7 triệu mình không nhớ. Lúc đó thì chưa có hưởng, chưa có tiền hỗ trợ được cái kiểu, chỉ có lương cứng là 6-7 triệu, 8 triệu gì mình không nhớ lâu lắm rồi. Tại lúc đó mức lương khá là cao, lúc đó đang làm công nhân, làm trong siêu thị một ngày tháng nhiều rồi. À, 5 triệu rưỡi, đó là full time. Lên full time 5 triệu rưỡi và đó làm cho mình 60 triệu mà anh chơi. Do cảm thấy là không đủ, tại vì nó có gì đó rồi nó nghỉ thôi. Thật ra cái thời điểm mình Tí cái lương đó là khá là ok rồi đó. Và đó mình làm cửa sắt muốn chết luôn, lương khác có 6 triệu. Một ngày vét bao nhiêu cây sắt, hàng lột hết da luôn, mắc về bị sốn rồi các kiểu. Vẫn là bình thường. Nhưng mà dạng như bây giờ bất kỳ một thành viên nào mà khi mà lớn mạnh các bạn, đặc biệt là các bạn hãy tạo kênh YouTube, đăng video trên YouTube mà các bạn ủng hộ, các bạn có nhiều lượt xem thì tỷ lệ bạn đó ao rất là cao. Bởi vì thì chúng ta có được một cái gì đó mà nó mới hơn thì thường là họ sẽ cố gắng đi theo cái đó và bỏ cái cũ. À, cái vấn đề toàn muốn làm KOL không thì nó đang suy nghĩ rồi. Hiện tại là nó đang làm cho chạy vặt cho anh trợ lý. Anh kêu cầm đèn thì cầm đèn, cầm mic thì cầm mic, việc nhẹ lương cao cả ngày, ngồi bấm điện thoại không à. Mình nghĩ là nó đang suy nghĩ là có nên đi ngày nào cũng đi quay với lại ngồi ở nhà chơi. Hôm nay nè, như là clip mà Lâm TV mà quay thì sẽ có ăn Lâm, Hào Đại thêm khoảng hai bạn ekip thì toàn nói nhà chơi nên khoái. Hay là làm cao eo em khu vậy em đem cái làm cao eo luôn. Đó, các bạn hãy comment xem là toàn có nên làm cao eo nha, chứ tại vì làm cao eo thực ra là rất là áp lực mọi người ơi. Chúng ta phải có khả năng ăn nói, hiện tại bạn thấy nó khá là nhát nên nó đang ngại cái vấn đề, nó sợ nó làm không được. Gọi hỏi Hương mượn tiền xem, điện thoại mình đang live stream mà giờ sao mình gọi nó giờ. Mà Hương là Hương nó mượn tiền mình không hả bạn? Mình mượn tiền nó nói mình lừa nó liền, nó biết mình cho liền á. Mình không bao giờ mượn tiền nó đâu. Từ hồi nhỏ giờ mình chưa bao giờ mượn tiền nó. Rồi, bạn hỏi xong chưa? Xong chưa? Hào lẹ nha, một câu hỏi nữa em lẹ nha. Ok mọi người hỏi lẹ, Hào sắp xong rồi mọi người. Phải nào. Quá nhiều bạn comment là có, quá nhiều bạn comment là không. Vậy là toàn ngày làm cao eo, ngày nghỉ hay toàn? Thật vậy anh, tại 50-50. Quá là người có, là người không là sao? Tú đâu anh hả? Quay qua Tú coi, Tú tàn hình rồi. Đây, nói đây. Còn Tú á, thì hôm qua mới nói chuyện là về cao eo thì Tú nói là nó muốn khử sức với mảng bán hàng online. Nên mình tôn trọng, mình thương. Tại vì cao eo nhiều cũng vậy các bạn. Sắp tới là Tú là sẽ bán hàng online khá là nhiều luôn. Bạn cứ vào ủng hộ đó nha. Không ai không sao đâu bạn. Bình thường. Tại vì mấy lính mình, mấy em ruột, em bà con chứ. Em ruột phải có bình thường à. Nào muốn làm gì làm, thoải mái. Miễn có trách nhiệm với công việc. Tự nhiên mình nhắn tin là đùng cái là ngày mai đi quay clip nha. Cái đi Nha Trang. Mình nói đỡ cho một cái là đi chơi với bạn gái là quá là nể tình rồi. Không chịu. Không chịu thôi. Muốn như Tú nó muốn đi Hà Nội với bạn gái. Nhắn tin Lâm cái anh Lâm đi, em đi Hà Nội một cái tao cho đi một tuần luôn cũng được nữa. Bình thường đâu. Tại vì công ty mình tới mười mấy 20 người nữa các bạn. Công việc vẫn trôi chảy nhưng mà chỉ ghét một cái chính là nghỉ mà không xin phép thôi. Tích xanh anh Lâm chưa có hả? À, tích xanh bữa mình có 30 cái luôn các bạn. Mà mình thấy nó xấu quá tự nhiên cái làm vlog có tích xanh nó dài quá nhìn xấu lắm mình bỏ hết rồi. Tích xanh làm gì các bạn? Quan trọng là chắc. Làm sao để liên hệ quảng cáo? Liên hệ quảng cáo thì mình có mail mà bạn. Mình có mail ở trong cái tên top top hay là gì đó mình đều có mail liên hệ hết mà.
không có gì để làm hết. Sống với Hào lẽ Hào. Đi ra. Nãy giờ ta lời ba câu rồi đó. Đi ra Hào ơi. Mình nên biết điểm dừng ha. Trời ơi cái mỏ này. Tú còn báo không anh? Tú chính thức là hết báo rồi các bạn. Tú là nó bắt đầu biết kinh doanh online rồi. Tú không còn báo nữa. Mà Tú cực kỳ có hiếu với cha mẹ luôn á. Hiếu cha mẹ luôn đúng rồi. Cả gia đình Tú á là Tú nuôi hết luôn á nha mọi người. Ba mẹ không cần đi làm luôn. Tú gánh luôn. Tú nó này nó khỏe lắm rồi. Đó là đó Tú không còn báo được. Từ cái vụ mà bị hốt một cái là tới giờ là Tú chăm cực kỳ luôn nha các bạn. Mình hắc não cái giờ ok lắm nha. Cần ba. Tú cần ba. Vì sao Hào được vào team kìa anh? Vì sao Hào được vào team? Tại vì sắp tới là mình sẽ có kênh game và nhân tố của mình là muốn có một thằng teamer nhiều chuyện giống nó. Teamer game hủ là phải nhiều chuyện các bạn nên Hào phải vô team. Chứ bạn có muốn coi coi một cái kênh game mà thì coi phim cầm. Anh Hào ơi, bây giờ anh đầu hàng đi chứ dòng sao anh ăn cái bánh anh cũng đầu hàng. Tại đâu có nước đâu nữa. Hết nước rồi, hết nước rồi. Bạn Linh mở cửa ra lấy cho anh chai nước ngoài cửa em, mở cái thấy liền em. Cảm ơn em rất nhiều, đúng rồi để lên đây cho anh luôn. Ôi trời. Cố lên em. Này chai nước này là chai nước sơn cua nha mọi người. Đây. Để đây nha, để đây cho Hào nha. Đó. À có định ra nước ngoài không? Ra nước ngoài là các bạn biết là kinh phí mà để ra nước ngoài rất là cao. Nội cái clip mà đi ra Hà Nội thôi mà nguyên đám của mình đi là tiền đi tiền về ăn uống là hết 100 triệu các bạn. Ra nước ngoài thì mình nghĩ là chắc là phải nhân 3 nhân 4 lên mà đi chắc bệnh luôn á. Có nước ngoài 21 mình khi mà mình về hưu các bạn mình sẽ có vlog đi nước ngoài một mình đi thôi thì được. Đi mà dắt một bài về đi chắc bán nhà luôn á, không đủ nữa. Anh em nên nước ngoài thì có. Nhưng anh mà em ít. Có ai theo anh Vũ Huy thì giơ tay nha. Đi nước ngoài đó. Tự tốt phải bán. Anh em mình giờ ai cũng khỏe hết rồi sợ gì. Ai cũng có thể bán hàng. Chứ mấy lính mình lần nào mà theo mình tới cùng chắc chắn các bạn ai cũng có thể làm KOL, bán hàng online, celeb được thoải mái. Không có đứa nào mà yếu hết các bạn, mình bảo đảm với bạn luôn. Đứa nào cũng khỏe hết. Quan trọng là có khả năng hay không. Như tòa này nó nhát quá thì chắc chắn nó hết bán online được rồi. Xong phim rồi. Còn đứa nào có khả năng thì chắc chắn các bạn không đứa nào mà tầm thường đâu. Hai lon nước rồi. Còn đứa nào mà nó trẻ trâu ở ngồi đây giết quá thì chịu thôi. Nhưng tí 12 rồi gọi điện xin mình làm giết không có được, thật sự là không được bởi vì khi mà chúng ta đã ao mà lại làm tạo ra lùm xùm rồi không có được các bạn. Mà không hết vốn ai nhưng mà không được. Không có nào mà như vậy. Trở lại team đó là một điều không thể. Tại vì mình luôn có cái chủ trương rõ ràng hết rồi. Nên các bạn đừng bao giờ hỏi là tại sao nghỉ ao nữa nha. Vậy chính thức rời team luôn nha. Và mọi người đừng có comment hay là chỉ trích gì đó hết. Xong. Drama này là không tốt. Bỏ nha mọi người. Nút đi anh Hào ơi, ta xong hết rồi. Cho tí cơ hội được không anh? Không các bạn. Không thể nào có cơ hội được. Bởi vì khi chúng ta ra mà chúng ta tạo ôm sùm là thiệt hại rất là nhiều. Và tạo thành tiền lại. Tại sao nó tạo ra một cái drama đó sau rồi nó lại được vô làm lại vậy? Tấm có động cái vài bữa cái tới Tú làm thêm cái drama cái được vô lại đại mỗi hàng làm cái gì tầm 1 2 3 4 5 tới 5 6 cái drama mà nó nổ liên tục chắc dẹp kênh luôn quá các bạn. À, còn kênh Lâm Nghiệp Dư thì kênh đó là chắc có thể là mốt khi mình về hưu thì mình sẽ đăng kênh đó. Những vlog đi chơi nữa bạn. Khoảng 2 đến 3 năm nữa là mình về hưu rồi. Và tất cả những cái kênh khác là giao lại cho những người có những đứa tập team có năng lực hết. Dương Hào kênh game, ăn kênh Lâm TV rồi cái kiểu các bạn. Dự định mình là hiện tại là trong 2 đến 3 năm tới nữa. À, khách mời tham gia có được tài trợ chi phí hay không? Thì có hai dạng khách mời. Một dạng khách mời là đi chơi thì sẽ được chi phí. Còn khách mời dạng thử khách thì sẽ không có chi phí. Bởi vì khi mà chúng ta mời một bạn khách mời nào đó tham gia thử khách sinh tồn thì chẳng hạn mình lo từ A đến Z thì bạn đó sẽ có tâm lý là đi chơi sao cũng được, khu thì không bắt gì hết. Kết quả bạn biết sao? Tham gia thử khách được khoảng 3 tiếng đầu hàng. Tại vì đi đâu bắt gì đâu, nên phải có một cái gì đó, dụ đi phải tốn tiền xe, tốn tiền xăng, tốn tiền ăn uống gì đó thì họ mới chơi hết mình nha bạn. Thật sự hồi xưa thì mình lo hết luôn á. Mà từ mấy cái clip sinh tồn mấy ổng khách mời ổng chơi chán quá thì không còn chi phí cho mấy cái thử khách mà liên quan tới giải thưởng nữa. Còn những thử khách mà cấp trại hay là giao lưu với vui chơi đồ là tiền xe, tiền ăn uống đồ bình thường, không có gì hết bạn. Không ạ ơi. Nhưng mới đi cấp trại là thoải mái nha, bạn nào muốn chơi cấp trại thoải mái.
tiền xe mình gửi thôi bác. Tiền xe có bao nhiêu đâu, chừng triệu bạc cái gì. Em xong rồi hả? Dạ. Ok, chúng ta dẹp mấy lon nước nào mọi người. Đây, liền qua đây. Dạ, hiên cá chắc. Chúng ta đến với vòng này là vòng 4 đúng không? Sắp có bạn đầu hàng rồi nha. Và đảo vòng, Hào dọn trước. Thập cảm cái nữa, biết Hào đi luôn à. Nào cũng bự hết. À, người cùng người bánh tôm hùm sẽ nhận ngay một tháng lương của vị nha bạn, 7,5 triệu nha. Bạn nào mà xem mà nãy giờ chiều nhảy vô mà xem không kịp thì có thể qua kênh chính của mình nha. Mình có like tới 3 nền tảng. Số phận đã vô gì mà. Này nó không có lỗ gì nha ta. Rồi em bắn ăn cái anh HDK. Rồi bẻ liền có chuyện gì nè, thập cẩm. Thập cẩm. Ồ, đậu xanh rất là may mắn, lúc kì. Ăn, bẻ luôn nha, lùm bẻ luôn nha. Anh à. Thập cẩm. Bắt sợ lợi. Nó lòi ra nè, nó lòi thập cẩm ra. Dính rồi á, bông rồi, dính rồi. Ông à, ông hương tôi xíu đi ông, tôi cho tôi lựa xíu đi. À đây nè, cái nhỏ này, cái nhỏ này nè. Cái này cái nhỏ BK nè. Đây nè, đây nè. Rồi đây. Bẻ. Thập cảm. Ê ê cứng nha. Thập cảm, cứng là nó đó. Cứng là thập cảm. Ê, nhân đậu xanh nha mọi người. Cho tôi lựa trước. Ôi còn cái nhỏ nó kìa. Ừ cái này nè, ừ. Nhỏ dữ chưa. Cái đó đậu. Không, cái đó nhỏ nhất rồi. Thôi, mẹ coi như vậy nè. Thử lòi, mai thôi. Hấp cảm. Em nghĩ vậy đọc đúng rồi, mẹ nhìn đúng rồi. Hấp cảm. Ủa đâu hàng hả? Đâu anh? Gì mà đâu hàng? Đại. Đại à, DK đại rồi. Còn ít là thôi. Cái này nè, cái này nè. What the hell? Ồ, đậu xanh. Lựa, lựa cũng tạch nè em. Thôi, tháng lương cũng vậy, bỏ bà đi, lấy làm cái gì đầu hàng đi. Nè anh mẹ, anh mẹ, anh mẹ, anh mẹ, anh mẹ. Đậu xanh rồi. Ủa sao nè? Hên dữ ta. Rồi ok, chúng ta đến với vòng thứ tư. Và clip hôm nay chính là người cùng ngừng ngang bánh trung thu sẽ được một tháng lương của vị. Tháng lương của vị thì tháng lương cứng của vị là 7,5 triệu như vị nói nha. Chứ không có tính cái phụ chi phí hỗ trợ được các kiểu thì nó lên nhiều lắm nên lương cứng thôi, 7,5 triệu. Nếu đầu tháng là 7,5 triệu thôi. À, có hai phe là hợp cẩm ngon mà anh với lại đậu xanh ngon mà anh thì thật sự là đám này là một đám luôn, là không có nước nào phe hợp cẩm hết các bạn. Nào hợp cẩm mà không? Đậu xanh mà. Ok, dòng thứ 4. Rồi trong lúc mấy đứa nó ăn bánh trung thu thì bạn nào có đặt câu hỏi cứ việc đặt ra, mình sẽ cố gắng trả lời nha. À, Bảo với Đại là đem ruột. Có tuyển thêm vị trí khác không? Thì hiện tại là mình chỉ đang tuyển là editor, biên kịch và một bạn ta lành nữ cho kênh Lâm TV thôi, chứ không còn vị trí khác các bạn. Anh Tú còn làm không anh? Sao Tú nó bị đi tàn hình kia, ai cũng hỏi kìa. Nó làm đây nè. Lia lia cao vô. Rồi. Anh em tốt. Anh em tốt của tôi. Đã nhận được 500 ngàn là đủ rồi, anh em tốt. Em đầu hàng cho Tú qua đây gọi đi. Đúng rồi. Đi. Thôi đây 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 đây, lỗi đại hào. Ông đâu? Khô máu với ai luôn à? Khô máu với ai luôn. Rồi, ok. À, mua áo ở đâu thì mấy bạn nào không theo dõi kênh của mình thì các bạn biết là trong kênh mình có phần mua áo mà các bạn nhấp vào mua thôi. Thôi xin được giới thiệu thôi. Kẻ quỷ diệt bánh trung thu. Mình là thanh bào mà. Kẻ quỷ diệt bánh trung thu ơi. Nghỉ hưu sớm vậy anh hả? Mình nay mình đã 34 tuổi rồi. Mình đang cố gắng là khoảng 35-36 tuổi thì mình về hưu quá rồi. 34 tuổi hả? Đi hết 3/4 cuộc đời à? Gì? 3/4 cuộc đời rồi là tức là gấp đi rồi hả? Ủa vậy là mình chuẩn bị đi các bạn. Máy nào em? Không, mình nói chuyện hôn máy không sao đâu. À rồi Bảo vô đây à, nãy giờ em ăn mấy cái rồi Toàn? Em ăn ba cái rồi. Ba cái à? Rồi em ăn liền một hơi ba cái thì chơi Bảo. Ba cái nhỏ thoải mái luôn, mọi người nãy giờ ăn ba cái. À dưới đây một nước nè, vậy là ăn bốn cái. Không không đây. Có ba cái anh ơi. Ba cái hả? Bánh thập cẩm. Thôi em đi tới chiến thắng luôn. Bây giờ nếu em ăn bốn cái thì anh cho chung chơi ngang xương luôn. Tại đang rất là khỏe, Bảo đang trùm luôn rồi. Ba cái Bảo. Sao em bước ba cái là vô chơi liền. Ba cái vô chơi. À
Ba cái đánh kích Hào văng ra lại ngồi giống Hào chơi liền luôn. Để lựa mà. Được thôi mấy em. Nè. Mấy clip fail có làm lại không anh? Mấy clip nào mà fail thì bỏ chứ làm lại được các bạn. Cực lắm. Nhưng có những clip mà mình nhớ là có một đợt là mình đi quay clip ở ai ở đèo Khánh Lê các bạn, đường mà ra Nha Trang á, mình đi tới đèo đó cái mua đồ rồi xong hết luôn rồi, bão phát phải quay về, về thì cũng ăn hết cái mớ đồ chứ nó dễ hư hết các bạn, thì đó là cũng gọi là fail. Hoặc là có đợt mình đi ở Ninh Thuận đi cắm trại mà mua đồ rồi xong hết cái không tiền được bãi cắm trại cái cũng đi về. Hả? Bảo bước ba cái hả? Thằng miếu da nhìn ghê quá à. Ok ăn em. Ok, vòng này chúng ta có nhân tố mới là Caraman, nếu như nó hoàn thành được ba cái thì sẽ được hết chỗ con Hào chơi nha. Là bóng em cái thứ tư á. À phải bóng em cái thứ tư á. Vĩ đâu anh, thì bạn nào hỏi Vĩ đâu thì các bạn có thể qua kênh chính của mình, các bạn tua lại ở phút thứ 5 hay phút thứ 10 gì đó, mình có nói về vấn đề của Vĩ. Nó rất là rõ và chi tiết, mọi người đừng bao giờ phốt hay Vĩ gì nữa nha. Ngon. Anh gì đó tiêu rồi. Có dạy editor, mình không có dạy editor các bạn ơi. Mình không có dạy nghề nha. Tại vì mấy cái đó là có trường lớp hết, các bạn muốn học edit thì các bạn có thể lên trường lớp bạn học, hoặc đơn giản học online cũng được. Cái gì mình cũng học được hết, hồi đó mình học lập trình website, mình học rồi. Online mình học được mà các bạn. Mình hồi đó mình chuyên làm về web truyện với lại web anime. Làm website dễ, học chừng khoảng 4-5 tháng gì có thể làm được. Câu kéo vô. Vòng gala thì sắp tới sẽ có gala sinh tồn các bạn, nhưng mà chưa đủ, chắc là phải làm thêm 1-2 clip sinh tồn nữa thì mới có gala sinh tồn nha. Do sinh tồn khương nó hắn ghét các bạn. Không lẽ mấy clip sinh tồn sao là xét là không cho Nghĩa Hương chơi nữa, tại vì khi mà Hương nó thắng thì nó sẽ không có tạo ra được nhiều người vô vòng gala. Tự nhiên 3 clip Hương thắng liên tục là 3 clip đâu ba vé rồi. Đúng rồi, dành tới 3 vé rồi. Nên chắc là những sẽ có sinh tồn nhưng mà không cho Hương chơi nha. Cho Hào vô, Hào lấy luôn vé được còn lại. Vĩ nghĩ nha các bạn, mọi người không công kích hay là chỉ trích gì Vĩ nữa nha các bạn. Và đừng comment gì liên quan tới Vĩ trên kênh của mình nữa nha các bạn. Vĩ nghĩ mình thành viên nào ao mình cũng muốn cho ra đi im đẹp các bạn. Còn bạn nào không hiểu vấn đề nghĩ các bạn có thể qua kênh của mình. Mình đang live stream bên đó. Mình có nói rõ bên kênh mình đó các bạn. Bạn mình hiện tại mình đang live stream các bạn. Qua bên nền tảng kênh chính của mình các bạn có thể lui về và xem nha. Có rồi. Cái tiếng. Đâu. Cái tiếng. Cái nữa xem. Cái gì vậy hả? Nè. Ờ sao rồi? Nãy giờ làm mấy cái hành động đó hả? Cái cam đó là cam chính đó em. Cam đó là cam góc cộng em quay hết luôn á. Có hai cam đá qua đá lại luôn em. Nãy giờ em lè cái thử là cái cam nó đá vô mặt em rồi đó. Nè Hào. Nãy giờ tưởng qua người hả? Anh dùng Hào thấy hết luôn nè Hào. Không thiếu một ai luôn Hào ơi. Thôi em đậu hàng em đi cho Bảo vô ngồi. Tội nghiệp Bảo không vô ngồi kìa. Bảo để đây hai cái vô. Em biết là trong công ty của mình người không có năng lực đã văng ra liền luôn đúng không em chuẩn bị hết cả lượt em sẽ cho anh biết hết rồi làm Bảo để lại hai cái lại chỗ cũ trường hết một cái hết rồi. Rồi trong lúc mọi người em với Tú Hu ai có đặt câu hỏi gì đặt nha mọi người. Clip nào có linh đó là Caraman, nếu nó chơi ai quay mọi người. Bảo nó quay còn kém lắm, bạn linh đó là Caraman trưởng, này là Caraman phó. Linh nó mà quay là clip đó, mấy bạn coi như là đang xem nít tập quay các bạn. Thì không quay, nó đang quay. À. Ơi vui quá. Đó là miếng hài anh ơi. À. 2 triệu em nè. Ủa mấy người cười. Quá trời luôn. Có người 2 triệu cộng vô em. Anh đổ 7 triệu tới em lấy luôn khỏi chào anh. Uống thôi, uống thu nhưng đậu mình dạy yếu bạn, bữa đi Đà Lạt mới quay clip Đà Lạt cái mình bị ho, bị đàm luôn rồi. Giờ sẽ nói với bạn là mình vừa mới quay xong clip Đà Lạt là cắm trại, nhờ người lạ mua đồ và cho người lạ cắm trại luôn nha các bạn nhớ hóng clip đó nha, bên kênh Lập TV nha. Ăn lên đỉnh vậy. À, series xây nhà thì sắp tới là mình đang lên kịch bản cho series người cuối cùng ngừng xây nhà bằng sắt đó bạn. Nhưng mà tuyển khách mời hơi khó bởi vì yêu cầu là phải biết làm sắt á. Nên tuyển cực kỳ khó luôn, cứ gọi alo cái thường là từ chối, không có kỹ năng làm hàng đâu cái kiểu bạn, nên hơi khó làm.
chắc là mình sẽ sơ cua bằng Lý là người cuối cùng, còn ở trong nhà bằng lá cây quá chứ dễ làm. Bằng sắt. Bằng sắt là đa số mình gọi mấy bạn mua áo rồi mấy bạn từ chối không các bạn. Cũng khá là buồn, nó chưa làm được chứ kịch bản là có xong hết rồi. À, clip 3TL hay biển rồi các kiểu thì chắc khoảng 5 đến 10 ngày nữa là sẽ có nha bạn. Clip đó là nhiều kỹ xảo, kỳ đồ phong đồ các kiểu, kỳ là bỏ cái tấm này đó bạn. Rồi vũ trụ đồ cái kiểu bay bổng gì được hơi hắc não. Nên tới giờ mới làm. Cho anh Hương một slot. Hương đi làm mấy bạn, không có nhà đi làm rồi. Là mình là 7. Rồi có bạn lại hỏi là ăn mừng 10 triệu sub thì bạn nào mà chưa xem các bạn hãy tu lại video bên nền tảng chính của mình coi. Thì 10 triệu sub thì mình có lời hứa, cách đây 4 năm mình có lời hứa là nếu như 10 triệu sub thì sẽ có video là mua hết siêu thị. Và siêu thị đó là siêu thị mini nha các bạn. Chứ mua siêu thị lớn, siêu thị chập bá luôn sao mua nổi, mấy tỷ luôn á. Là sẽ có clip mua hết siêu thị mini và sẽ free cho mọi người á. Series vua đầu bếp thì mỗi lần có series vua đầu bếp đó thì mình ải chỉ rất là nhiều các bạn. Cái series vua đầu bếp thì các bạn rất là sợ, nhất là ông nội này nè. Với làng này nè, tức là ăn không có được hết, ăn nó bệnh luôn á. Mình sợ nhất là cái series đó luôn các bạn. Dựng bỏ cứt mỗi à. Ekip có bao nhiêu thành viên để mình tìm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, khoảng 9, 10 người các bạn. Ekip là khoảng 9, 10 người. Nguyên công ty mình hết khoảng gần 20 người. Phải không ta? Tới rồi nè. Chắc không tới đâu. Mà còn khoảng đó vậy. Ngon quá. Còn cháu cái bánh đó vô lại kìa. Cô ăn luôn. Dạ anh đủ tôi hả? Clip 30 ngày sinh tồn có anh Thương không thì sẽ không có các bạn. Clip đó là chủ yếu là khách mời chơi. Cảm hứng nào để làm y tê? Cảm hứng để làm y tê thì bây giờ thật sự là khó làm lắm mọi người. Cực kỳ khó làm, bây giờ y tê khó làm. Bởi vì cạnh tranh khá là nhiều, đặc biệt là những kênh mà nó đã quá là mạnh rồi. Ví dụ như vài triệu sụp rồi các kiểu, những kênh đó nội dung khá là chất lượng. Chúng ta nhảy vào chúng ta làm từ số 0. Từ khi chúng ta cực kỳ khỏe, cực kỳ mạnh. Ví dụ như làm về sinh tồn, làm về những cái mà những kênh kia không làm được, thì chúng ta mới có thể cạnh tranh được thôi. Chứ những kênh, ví dụ như kênh hồi mình không nên nhắc đến những kênh người khác. Nhưng mà ví dụ kênh nào khỏe, ví dụ như 7-8 triệu sub, 3-4 triệu sub gì đi, người ta rất là khỏe rồi, người ta làm những nội dung đầu tư. Mình nhảy vô mình làm có 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 thì sao mình cạnh tranh lại, nên làm y tê khó, cực kỳ khó nha mọi người. Giờ làm thì khuyên nên làm top lấy kinh nghiệm mọi người. Đúng rồi, mình làm top mình lấy kinh nghiệm, mình lấy fan, lấy fan đấy bạn, lấy cây quạt á. Thì mình sẽ bắt đầu mới làm được nha. Đừng có em mỏi cổ quá, già yếu rồi mới ngồi mới nãy chỉ có 1 tiếng mỏi cổ rồi. Anh Lâm nhường đứa cho em nè. Thằng Hạ nó sắp đi rồi. Em đi cái thứ 3 xong. Con Bi lên còn không hả? Kéo. Em xong rồi anh ơi. Chơi ơi nha. Chơi ơi đúng là chơi xong nha bạn. Cảm ơn nghiệp bánh trung thu. Cái top cái điện thoại mình sắp hết pin rồi nha mọi người. Nếu như có cái supply gì cái kiểu, các bạn cứ việc là vào kênh chính của mình hoặc là FB phở bò gì đó cái kiểu coi nha. Sắp supply rồi. Còn 6% pin nè. Còn mấy cái 60 nè. Nãy còn 40 giờ 60 hả? Em được mấy cái rồi? Ba cái hơn cái này cái 3 hả? Ok gán lên em. Hào kích hào ra nè. Xăm mình được làm không anh? Không. Nếu như xăm mình đó là quyền cá nhân thôi. Bình thường nếu như bạn xăm mình mà bạn sống khỏe rồi tốt được cái kiểu bình thường có gì hết bạn. Mình không có phân biệt đối xử. Như nội nhĩ lúc đó bị hiếu răng vẫn là bình thường. Có đâu. Nhưng Hạo nhiều chuyện vẫn là bình thường. Không sao, miễn có tài. Có tạc là có tài các bạn. Mày tức tận mới được. Nay em đi xong mới thôi, con còn xanh với hai chân hai con phiền đăng. Em ăn xong rồi nha anh. Không còn nhai vô miệng nha. Ghê okay. Vậy không xong hả? Tốt mẹ. Ok mà anh sẽ trả lời thì ba câu hỏi nữa, đứa nào không hoàn thành văng ra ngoài rồi. Ok
Rồi ok mọi người, cố gắng đặt đúng 3 câu hỏi nữa. Ai không hoàn thành thì bị văng ra ngoài và thủ thắng nha. Chắc gần hết quá. 3 câu hỏi anh sẽ cố gắng trả lời chậm. Ủa em có giờ ơi. Đặt câu hỏi nha anh mọi người ơi. Câu hỏi anh mọi người. Ok, câu hỏi là nếu bị sinh lại. Cho anh trả lời nha mọi người. Ok vậy nha. Nếu bị sinh vào lại tim có được không anh? Thì đối với nó tự nhiên sập lại. Đối với một ok. Đối với một thành viên nào đó trong team mình nghĩ vẫn được vào lại bình thường với điều kiện là chỉ cần qua bên mình, qua tới nhà mình xin phép mình cái xin lỗi anh Lâm, em trẻ người non dạ, em ham chơi quá. Ok, mình tha lỗi lần bình thường. Như Tú đi xong về bình thường, dĩ lúc điên lặng về cũng bình thường. Còn đi nhưng mà phốt rồi nói mấy cái nhảm nhảm, mấy cái mà cá nhân được cái kiểu của công ty ra ảnh hưởng tới công ty luôn. Em nghĩ là bây giờ là cả công ty mình 20 người mà em chỉ cần em nói gì ra đó mà nó ảnh hưởng tới những cái hợp đồng quảng cáo, những cái rank book quảng cáo người ta đã ký hợp đồng xong hết rồi. Và người ta thấy là tự nhiên có phốt, người ta nói là cái phốt này không thể nào đặt cái nhãn hàng người ta vô được. Thì người ta sẽ hủy cái hợp đồng đó và cái tiền hợp đồng đó sẽ nhân 2 lên. Và trong hợp đồng lao động của em có điều khoản là không được để lộ bất kỳ một cái thông tin gì đó của công ty làm công ty bị khó. Thì em phải đền, nếu em không đền được em đi tù. Vậy thôi. Nên thật sự là em không thể nào về được luôn rồi, vậy rồi em đi luôn. Dù Tết thì anh vẫn qua nhà bà ngoại, bà nội rồi chơi, gặp mặt em bình thường, đánh bài rồi thoải mái. Nhưng mà lặp lại thì đó là điều không thể nha. Bởi vì sai lầm nhỏ thì có thể bỏ qua, sai lầm lớn không bỏ qua được. Nó sẽ tạo tiền lợi như đại, nó thấy dĩ nó sai lầm bự như vậy còn được kha hứ. Thì nó chơi bệnh vô, cái xin là bệnh cái vô lặp lại. Ba hàng, mỗi hàng chơi một cái chắc chết luôn bạn, nó đâm chắc lũng người luôn. Đuổi không hiểu ra anh. Ok, chúng ta trả lời được một câu hỏi, còn hai câu nữa nha. Hai câu nữa nha, hồi nào không hết là bị kích nha. Ok, cho mọi người đặt câu hỏi thứ hai. Mấy câu hỏi nào dễ dễ thì mình sẽ không trả lời. Câu kéo mọi người, câu kéo cho mình đi. Tí thì sao hả? À, tí câu này cũng đáng trả lời, dù mình đã trả lời rồi, mẹ tôi bây giờ mới thấy. Tí cũng y như vậy luôn. Không thể nào quay trở về, bởi vì nếu như bạn nào mà có theo dõi kênh mình khoảng 3-4 năm trước thì biết là tí nó cũng có một cái phốt. Phốt không lớn lắm nhưng mà khi mà ra ngoài mà có phốt là không được. Không được phốt. Phốt rồi là không còn bao giờ còn được quay trở về. Nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng nè. Đăng video mới lên thì mọi người lại vào bình luận là tí đâu rồi, vĩ đâu rồi. Thật sự là giảm tương tác rất là lớn luôn các bạn. Nên những đứa nào mà ra ngoài mà có dính bất kỳ một cái phốt nào thì khó mà về đó các bạn. À, câu hỏi thứ ba nha. Ok nha, câu thứ ba. Ủa em đâu có câu kéo không? Câu này ta tự khai cái một cái thôi. Không nhiều à. Giới thiệu ekip được không? Thì ekip là không có giới thiệu được các bạn. Rồi. Vậy. Ok, trả thêm câu nữa nè. Có thử nghiệm, câu này dễ nè. Có thử nghiệm cho bé Xu, bé Xu mới có 3 tuổi thử nghiệm gì. Làm về trẻ em là bị khóa bình luận các bạn, không có làm gì trẻ em. Tại vì có cái luật là không được bóc lột sức lao động của bé nhỏ 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 bạn. Cái tuổi đó là tuổi ăn, tuổi chơi, không phải là tuổi để làm. Nên bất kỳ một kênh TikTok hay là IT hay là FB đó làm về trẻ em thật sự là đang bóc lột cái tuổi hơn của bé đó. Bởi vì bé đó là phải được chơi. Chơi không không. Thôi vậy muốn làm cũng được, nếu như không có lực đó thì mình làm được. Sợ có lực đó các bạn. Có lực liều khoản là không được làm cái điều đó nha. Làm điều đó thì mình sẽ bị tắt bình luận các bạn. Ok, ba cái nhà chúng ta chuẩn bị chốt. Còn cái kìa lỡ là trả lời nốt luôn anh ơi. Cái cuối nữa hả? Toàn ơi, anh yêu em. Toàn trả lời lẽ rồi. Ok, em cũng yêu anh nha. Anh nào à? Anh tên gì vậy? Anh Tùng. Anh nào chơi ác vậy? Anh Thịnh. Ok, anh Thịnh nha. Rồi. Trời ok, chúng ta chốt. À! Muộn rồi. Rồi, tốn quá lượt. Hảo à? Đang ăn còn nè. Rồi, shoot down. Bye bye mọi người. Ai không có năng lực thì đi ra. Tiếp theo là cậu biến cái luôn. Rồi cầm cái này đi ra luôn, em có em đâu, cầm cái đi ra luôn. Ăn, cậu đi ra luôn ăn. Rồi tiếp theo là đại. Đi ra luôn em, ăn có nhỏ không ạ?
Hãy dừng lại, từ từ đi vô nè. Rồi Tú xịt vô cái Bảo nè, trả lời ba con, cho nó công nhận chút đi. Qua đây chơi. Ối à, bò hấp xuống. Ủa em phải được lựa mới chứ. Mày lựa hồi nãy giờ nè. Lựa cái gì? Lựa mới. À, cô tí bảo 10 triệu không có hạt. Nó có làm mấy cái gì đâu liên quan gì đâu, nó 10 triệu đâu. Cái thời nó làm cái kênh còn chút xíu thôi bạn ơi. Mà nó nói nó gì cãi nó chứ. Nó đã out năm nay 3-4 năm rồi. Mình không còn quan tâm tới mấy cái drama cũ nữa. Nó không phải drama. Bình thường bạn cứ bơ đi rồi xong, không có gì hết. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới hành vi hiện tại, tạo drama thì mình cố gắng mình dập thôi. Tại vì mọi người càng quan tâm thì nó sẽ càng lớn chuyện các bạn. Vừa ảnh hưởng tới người đó mà vừa ảnh hưởng tới cả công ty bên mình nữa. Cực lắm. Nên khi bạn thấy bất kỳ một drama đó bạn, việc làm quan trọng nhất đó chính là mình đừng quan tâm nó là xong rồi. Tại vì khi bây giờ như là mình làm tí đi, mình nói Hào đi. Đâu em ngày tháng nào em ngày nào em cũng chửi anh hết vậy. Rồi ai xác minh cái lời nói đó là thật. Dù mình dù anh với em không có chửi nhau cái nào đúng không? Đúng rồi. Nên lời nói một phía là không ai đâu, không ai, không có gì phải sợ hết các bạn. Như giờ mình nói là Hào nè, tháng nào nó cũng trả lương cho mình hết. Đúng không Hào? Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Mình muốn làm tức là không ai xác nhận hết thì xong. Bây giờ nãy giờ mình nói gì với bạn đầu tin thì tin tình thôi. Vô tư. Có bữa có cái ngay mình không sợ chết đứng là xong các bạn. Em mặc cái hài. Tại khi một người nào đó mà đã không thích mình rồi thì họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm gì đó thôi. Chứ mắc gì tự nhiên đi công kích làm gì? Chứ hết làm gì? Đúng rồi. Cái này là mình đang dẹp cái drama này tại mình sợ ảnh hưởng tới nó. Sợ ảnh hưởng tới thằng dĩ sẽ đi tù. Em thấy không? Em bị chữ xuống quen. Nhưng Hảo bạn chửi thoải mái. Nó làm lay tim mọi người chửi nó như cơm bữa rồi. Nó còn chịu được thì mọi người chửi bình thường đâu có gì đâu các bạn. Nó thằng Hào nó rất là sống tốt. Các bạn thấy đâu, hai mấy tuổi em? 16 tuổi rồi. 26 tuổi mà chưa có bạn gái luôn rồi biết là nó sống tốt cỡ nào rồi, không ai dám quen luôn. Chuẩn bị BD rồi. Giờ chưa có người yêu. Không, từ từ em. Rồi đặc biệt là nó rất là hiếu hảo ba mẹ luôn bạn. Thương ba mẹ cực kỳ luôn, bỏ ba nhà lên đây làm. Gửi tiền gửi tiền đều đều. À, gửi tiền đều đều. Gửi tiền cho nhà đều đều. Thôi ăn tiếp anh ạ. Đói bụng quá. Về quê Hào chơi anh. Ok, sẽ có clip về quê Hào nhưng nhà nó có vườn trái cây chôm chôm đồ dữ đó bạn, mà chắc đợi mùa chôm chôm nha. Chưa tới mùa. À, có bạn nhắn tin là đợt thấy sang vlog gọi solo. Xin toàn sang vlog nhắn tin là sao sang vlog chắc sang vlog pha ke á bạn. Bởi vì một KOL hay là một kênh nào đó mà chuyên làm về sinh tồn khi làm qua bên mình á, bên mình làm hạt 100%. Giờ không biết là sinh tồn như thế nào mà thu một cái hoặc là nếu kháng thì ok mà lỡ mà bị thu một cái thật sự là xuống danh tiếng các bạn. Nhiều đó bạn, nên mình nghĩ là những kênh không nên giao lưu với nhau. Tại giao lưu rồi tự nhiên bên chơi với lại những khách mời kỳ cựu gì đó mà lỡ mà khô cái là mệt. Còn này mình cứ từ 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 mình làm bình thường không sao hết, không phốt gì hết là bình thường, còn tự nhiên mình làm cái là bị phốt. Không tham gia lần này liệu có được mời lần sau hay không thì không tham gia, có cuộc gọi là không khởi tham gia được thì sẽ được vào chờ danh sách chờ, danh sách đặc biệt đó. Những cái clip nào đó mà nó càng số lượng lớn á, dụ như 50 người, 100 người gì đó thì sẽ gọi những bạn có danh sách chờ đó các bạn. Tại vì những cái đó thì danh lẻ vẫn được gọi lại nha. Nhưng mà quan trọng là danh sách chờ mà nhiều quá các bạn. Dù chờ 100, 200 người thì mình chờ lâu chút thôi. Nó dạng vậy á, chứ bạn từ chối thì cũng có nghĩa là có rất là nhiều bạn, những bạn khác cũng có thể là từ chối. Nên vẫn được lại nhưng mà có thể là chờ lâu. Chờ cũng chờ một chút xíu à. Em tới bên đây. xong chưa tới bình liền bảo mới ăn cái thứ hai rồi. Ok, chúng ta đến với vòng thứ năm và vòng này là Hào chọn trước đúng không? Chọn em. Mỏi cổ quá. Ây da, mỏi cổ quá mọi người ơi. Đừng cứ câu cái tự nhiên coi của người ta. Ủa, bị diệt bánh trung thu. Đừng lại đi em. Từ từ đem về. Lấy cái bụi nhất đó. Nè mắt đừng đỏ mà. Thôi em chắc riêng đi ra luôn rồi, bảo là sao không nổi. Làm em ăn có đã lòng cái này là cái nào là phải ăn 5 cái được đó. Xong dở lên coi của ta coi. NGK41 là em. Rồi ok, bẻ dân ra những gì đây. Nhưng vừa em rồi, tốt quá mới ăn cái đầu xong. Bây giờ
Ăn hai cái đi. Rồi ok, chúng ta đến với hai người cuối cùng. Tú chọn cái nào, vẽ luôn nè. Em đậu xanh này, em nhìn là em biết. Thằng vàng đó hốc là có cái lõm nè. Hồng Yêu chọn trước mà, Hồng Yêu không thấy anh à. Em ok, tưởng... chúng ta đến với vòng chung kết. Nhân đậu xanh vs nhân vua. Xem ai sẽ ăn nha các bạn, hai đứa cứ ăn bình thường. Tiếp này chỉ là người cuối cùng, người ăn bánh tô khô sáng một tháng lương của cung vị nha các bạn. Đó chính là 7 triệu rưỡi. Chưa bao gồm những cái khoản tiền này tiền kia đâu, là lấy 7 triệu rưỡi thôi nha. À, nói lại việc up fan hội chợ à, mình dự định là mình đang dự định thôi, tại vì thực sự là khá là cực các bạn. Dự định là cứ mỗi lần dịp Tết thì mình sẽ có tổ chức một cái buổi up fan. Fan là up lớp up quạt các bạn. Up fan đó là dự định là sẽ mở một cái hội chợ. Máy nào em? Anh cứ nói bình thường thôi. Ok à, mình sẽ mở một cái hội chợ cho những bạn nào mà fan của mình đến tham gia. Trong hội chợ đó có những cái gian hàng chơi hắn được cái này, hắn được cái kia, chứ không phải hắn mấy cái bánh gì đó, đồ cái kiểu các bạn. Rồi có cả lô tô hay là những cái vòng quay bóc kham gì đó, túng tiền hay là những giải thưởng giá trị rồi đó. Nó dạng vậy. Và thức để up fan mình nghĩ sẽ là mời trên Facebook. Ở lộn, FB các bạn, FB. Mời tên FB, mời tên IT là shop áo rồi cái kiểu nha các bạn. Ai có vé mời rồi mới chơi được thôi, chứ mà mình mà nói là up fan tại đó cái bắn cái địa điểm một cái là tới cả ngàn người là bị phường hốt các bạn, gây rối trật tự công cộng nha. Nên không có đông được, nó chỉ có vé mới được thôi. Nên bạn nào muốn tham gia các bạn có thể bây giờ bắt đầu mua áo tại đây. Mình nghĩ là chắc hỏi là bạn nào mua áo thì chắc chắn là tỷ lệ mời rất là cao luôn, bởi vì cả số lượng lớn mà. Ví dụ như có 1000 bạn mua áo thì mời 300-400 bạn, 500-600 bạn gì chắc là vẫn được. Hiện tại mình đang live stream trên 3 nền tảng nha, bạn nào mà không xem cái top top mà nó có top top mà có supply, các bạn có thể qua hai nền tảng của mình nha, kênh chính của mình xem nha. Anh có bị cạn ý tưởng không? Ý tưởng thì không có cạn các bạn, mà quan trọng là những ý tưởng mà nó dễ là mình làm trước, mình làm riết càng ngày ý tưởng sẽ càng khó các bạn. Như giờ là 30 nhà sinh tồn trên đảo hoang, rồi cuối cùng ở trong giặt sắt, rồi sinh tồn rồi trong rừng. Những cái ý tưởng mà nó càng ngày càng khó, bởi vì chúng ta làm riết thì càng ngày nó phải càng khó đi, rồi nên sẽ tốc độ làm nó phải chậm hơn các bạn. Chứ lẽ giờ bây giờ mình bày mấy con hu này ra mình quay cho bạn ăn thì mấy bạn thấy nó nhạt không, giống nước ốc không? Dạ không? Ăn nãy được mấy cái Tú? 4-5 cái gì anh Duy thì mà... 4 cái nước. À, cái này cứ nằm. Ở vậy là 3 cái. Cái này hơn 4 vô một lần nước. Đó, vậy thôi bạn, không có gì hết. Không phải mình làm đơn giản vậy là mọi người sẽ chơi. Nên càng ngày sẽ càng đầu tư. Thành viên trong team có bao giờ gây gỗ không? Gây gỗ là nó gây gỗ thì nó tự gây gỗ. Kệ nó, mình đâu biết gì đâu. Nào gây gỗ thì mình cho nó nghỉ. Ở đâu tự nhiên trong tim thì quýnh lộn, muốn ra ngoài quýnh lộn chứ cây gỗ gì trong tim. Đâu được cây gỗ bạn, tự nhiên cây gỗ đang trong giờ làm, giờ công ty tự nhiên chữ lộn nhau, chảy ra ngoài hết luôn, làm sao được chữ lộn. Anh Hào. Như hồi xưa có vụ cây gỗ của con An với tí gì, kêu nó ra đường, muốn ra đó solo. Mắc gì vô cây trong nhà anh mà solo. Nên biết điểm dừng á. Chứ giờ mình ăn mà mình hết cái đó xong anh cũng đâu có thắng được đâu. Anh sẽ cho em biết thế nào kẻ quỷ diệt bánh trung thu. Chúng ta đến vòng chung kết đây, gán nha, anh trả lời ghi mà hết câu hỏi là xong á, kết thúc video á, để chọn tiền nè. 7 triệu rưỡi đúng không? Làm kháng 7 triệu rưỡi. Chơi. Ừ. Ra lương thì trả theo năng lực thôi. Mình thấy lương mình mà 7 triệu rưỡi á, là mình phải hiểu là mình làm chưa tới nơi tới chốn. Một ngày mình làm mình, ví dụ như mỗi lần nhắn tin trong group là à, có đứa nào mua giùm anh bịch còn không? Im hiền thiết luôn, không ai trả lời hết. Và hàng nào comment đầu tiên, để em ghi điểm. Nó dạng vậy các bạn. Còn làm mà không có tự giác, phải kêu gọi, giấy mua tâm bịch còn thì không có điểm nào hết đó vậy. Em hiểu không? Lương của mình là nó phụ thuộc vào năng lực của mình, cái trách nhiệm công việc của mình nữa. Lương mình thấp, hai vì mình phốt thì mình phải tự trách bản thân mình. Tại sao lương mình thấp thôi, không có sao hết. Liên mua áo thì các bạn có thể vào lovelock.com mua. Trong đó thì nó tự chuyển hướng qua 2bit.com các bạn. Liên mua áo thì trong kênh mình là có hết rồi. Ờ, 2bit.shop. Nếu có bấm lovelock.com là tự chuyển hướng các bạn. 3 4 5 6 6 rưỡi là 1 triệu nữa hả?
ăn có phải là thành viên lâu năm nhất. Thành viên lâu năm nhất là Hương nha các bạn. Hương là thành viên lâu năm nhất. Ăn không phải lâu năm nhất. Kênh thì quay là clip đầu tiên là quay với bé Hương. Đó có lâu năm đâu. Lâu năm nhất mà tính là nhất luôn. Mà hỏi ai vậy ăn mà ăn khoai lông với bức thì ăn không lâu năm nhất đâu. Ăn là lâu năm không biết. Anh có Hương tuổi em không? Hương ai kiếp hả? Không. Vậy mình trả lời câu hỏi của mấy bạn thôi chứ. Lương anh ăn nhiêu vậy? Không bao giờ chúng ta được tiết lộ lương ra các bạn. Nó có nhiều vấn đề lắm. Không bao giờ được. Nhưng mà lương thì tùy năng lực thôi. Ví dụ như nào mà khỏe thì hai ít. Nào mà tung tung thì một ít. Còn nào mà làm như cứt thì 70 triệu rưỡi. Đơn giản vậy thôi. Không có gì hết các bạn. Mình có nhiều mức lương riêng khác nhau. Còn đứa nào mà nó thực sự nó đạt lên cái cấp mà quá hằn, tiên đế, đạp hư không gì đó, còn mấy hằn luyện khí gì nó cùi đúng rồi, thì lương 3x, 4x, 5x gì đó là chuyện bình thường. Như lương của giám đốc sản xuất 4x lận. Anh Hào. Để em đợi anh xíu chứ anh ăn lâu quá. Anh ăn đúng lâu luôn á. Đúng rồi, em hàng cho mà nó nói em chơi nó thì nhờ mà em ói thôi. Tới vậy là biết rồi á. Gãy rồi. Ok mọi người đặt câu hỏi nha, mình sẽ coi nha, chào các bạn. Chào các bạn. Cầu kéo không bảo. Mình thì hiện tại mình đang quay thử khách là người cuối cùng ngừng ăn bánh tôm hô sẽ thắng được 1 tháng lương của Cung Dĩ. Và clip này mình không có đả kích gì Cung Dĩ hết, chỉ nói đơn giản là nó khi mà nó bị mọi người, nó gửi tem hay mà bị mọi người nhắn tin, comment rồi các kiểu á, thì nó sẽ bị chết, nó bị áp lực và nó sẽ càng cố gắng nó tìm một cái lý do nào đó để cho nó biện minh là tại sao nó nghỉ thôi bạn. Nên nó nói không suy nghĩ, nó nói những cái lương bổng hay những cái nhảm nhí đồ ra. Và trong hợp đồng lao động có cái điều khoản không được để lộ bất kỳ cái thông tin gì đó mà ảnh hưởng tới công ty. Khi mà ảnh hưởng mắc những cái hợp đồng quảng cáo, những cái brand book quảng cáo người ta đã chọc cọc tiền rồi từ tháng trước hoặc là từ năm trước rồi các kiểu. Cái tự nhiên mình đùng cái mình có drama thì cái brand đó sẽ không chịu. Tại vì tự nhiên đang có drama tự nhiên tung cái sản phẩm của họ ra, họ không bao giờ chịu các bạn. Và mình phải đền hợp đồng. Và đợt hợp đồng thì cứ nhân 2 lên và cộng qua cho cái người làm mất cái tiền đó. Bởi vì có cái luật điều khoản, có cái luật là mình không được phép công kích, đả kích cá nhân, công ty, doanh nghiệp nào khác. Nếu như họ bị ảnh hưởng bao nhiêu là mình phải đền. Giống như vụ của chị Hằng đó vậy. Đi tù 3 năm rồi cái kiểu. Nên em đang sai, rất là sai luôn vậy. Nên clip này anh làm clip này để cho em hiểu. Và mọi người không công kích, đả kích hay là comment gì liên quan tới Dĩ nữa. Clip này là clip cuối cùng. À quên, 5 đến 10 ngày nữa sẽ có một clip cuối cùng của Dĩ nha bạn. Clip Ma Sói tập 2, clip đó là có Vĩ. Đó là clip cuối cùng, mọi người cố gắng xem clip đó. Sự xuất hiện cuối cùng của Vĩ nha. Kỷ niệm khó quên là gì? Kỷ niệm khó quên là sao? Ai quên? Làm YouTube. Nó bị lộ vậy, cái đó vậy. Làm video thì kỷ niệm khó quên, không có kỷ niệm gì khó quên hết các bạn. Bình thường, quay cứ quay ào thôi. Nó rất là cực. Chỉ có em là có kỷ niệm khó quên. Ơi, đây sao để của mình Tú, lần Tú khác sao? Để qua đây giữa, để qua giữa. Em có kỷ niệm khó quên nữa hả? Đúng rồi anh. Sao em? Cái đợt mà em đi chơi á, sáng em chuột xe ra, cái tối em đi chơi em bị bắt tiếp. Ồ! Một tràng pháo tay luôn. Cái đó là khó quên đối với em là đúng rồi. Vừa chuột ra cái bắt thì cái xe em, bị bắt lại cái nữa là tốt. Vĩ nghỉ luôn, và clip này là dành riêng cho Vĩ á bạn. Clip này dành riêng cho Vĩ để mọi người làm ơn đừng có công kích hay nói gì Vĩ hết. Nói chỉ cần nó buộc miệng ra, nó nói khi vài cái gì đó mà nó ảnh hưởng tới công ty rồi là nó quy ra tới nhiều hình sự là mạnh lắm á mọi người. Nó lộ ra thêm nhiều cái lắm, mấy cái vấn đề mà nhạy cảm của nó là chết luôn á. Sắp drama tí không có drama gì hết các bạn, cứ quên tí đi. Ok, thành viên đã out 4 năm rồi, không có gì drama hết. Nhiệm vụ của chúng ta chính là không quan tâm là nó sẽ xong, không có gì hết. Ai cũng có cuộc sống riêng thì cứ sống bình thường thôi. Lúc tí đi thì mình có nói với tí một câu ở lại, có tương lai. Không chịu tin nghe lời bạn gái rồi cái kiểu thì chịu thôi. Và cuối cùng sao bạn gái chia tay. Buồn, thật sự buồn. Sai lầm luôn, lúc đó anh nói em không tin. Giờ nếu em có coi là em nhớ nha tí.
sai lầm của em là gì? Không bao giờ mình nên nghe lời ai, mình hãy làm chính mình. Ơi Phương Hy này gãi tú luôn mày. Tặng chị chịu bóng dưới bà nội. What the hell? Đèn cứu vũ cho em anh. Nặng bản lên, nặng bản lên. 88 cây. What the hell? Hảo nó xong chưa? Rồi bà rồi con. Mày thua rồi. Tiêu rồi, tao có sức mạnh tình yêu mày to rồi con. Rất bí mật của yêu. Chết cha vô, tự nhiên em lỡ nuốt rồi. Giờ cái lưỡi nó trống trơn rồi ta. Chắc hết câu hỏi rồi anh ơi. Để đặt câu hỏi nha. Clip đầu tư nhất ạ. Clip nào đầu tư nhất? Clip đầu tư nhất chắc là clip cái mâm cua là 70 triệu. 70 triệu cũng chưa đầu tư đó bạn. Clip 9 triệu sub à. Clip 9 triệu sub 90 triệu hả? Cái clip 9 triệu sub 90 triệu thêm tiền di chuyển, tiền ăn nữa ra tới tầm mấy chục triệu là đầu tư cho ta. Hà Nội nhiêu em? 100 mấy, 200 ba. Cái clip 25 giờ Hà Nội là 200 ba. Mình nghĩ là chắc là clip Hà Nội là 200 ba là nó dữ nhất rồi quá. Clip Phú Quốc nhiêu ta? Clip Phú Quốc 80 triệu. Vậy mình nghĩ chắc là clip 25 giờ Hà Nội là đầu tư nhất các bạn, 100, 200 ba. Các bạn thấy là nó đơn giản thôi chứ cái tiền của bạn đi máy bay đi giờ hơi đã 60 rồi. Nó ra tiền máy bay nó cao lắm các bạn. Càng di chuyển nó càng tốn tiền, rồi ăn uống rồi nhà nghỉ rồi cái kiểu nữa. Anh Hương đâu, Hương đi làm rồi mấy bạn. Nó có công việc của nó đi làm rồi. Lâu lâu nó rảnh thì nó mới đi quay chung với mình cho vui thôi. Nó em ruột mình mà. Nó không phải là thành viên nha. Nên Hương đâu có đợi team gì đâu, đâu có thành viên đâu. Có tiên nữ không anh Lâm thì có nha, mình đang tuyển các bạn. Mình đang tuyển bên kênh Lâm TV. Bạn nào có ngoại hình dễ nhìn, có thể chịu được 5 năm không có con thì cứ gửi đơn là chơi thôi. Bình thường không có yêu đương gì hết nha. Làm lên công ty là không có yêu đương gì hết nha. Tại yêu đương rồi là sẽ đi vào chế độ của Dĩ á. Rồi hết câu hỏi rồi mọi người. Mình chiến thắng. Không, dòng gala bạn, từ chút nó mới gây cắn em. Từ từ nó chứ được một cái nữa. Điện thoại em để cái điện thoại. Để đây luôn nè, để đây nè. Ok, đó. Đúng rồi, người làm đổi thôi. Hay là uống nước. Thôi vậy mình uống luôn, uống đầy bệnh luôn. Em đang câu kéo mà. Rồi, gọi sáng vô, ok, gọi sạch qua đây miếng nè, đó. Rồi ok. Mọi người đặt câu hỏi mọi người cho Hảo nhai lẹ nha. Series không ngàn, series nó khó làm lắm các bạn. Tại vì phải tìm cái quán rồi cái kiểu. Và mình có khá là nhiều kịch bản rồi, không có nào làm hết được. Mình đang vẫn làm từ từ. Cứ hết ưu tiên cái nào mình sẽ làm cái đó. Chịu thôi các bạn ơi. Còn Toàn nó mới vừa quay xong, nó mới vừa đi ra các bạn. Mới ăn nó mới muốn ói luôn rồi, đi ói kìa. Anh Hào có người yêu chưa? Chưa. Đa số là không có ai có người yêu các bạn. Làm KOL là bắt buộc là không có người yêu. Tiếp anh. Rồi hả? Anh chưa kịp trả lời một câu hỏi, đang tiễn một câu hỏi hỏi. Có tiễn nam không anh? Giờ thì mình nếu như nam thì chắc mình chỉ ưu tiên bạn nào. Thôi, chắc không tiễn đâu bạn ơi. Cực lắm. Tại vì bây giờ mình đã đủ rồi, team khá là đông rồi. Sắp tới Halloween là có clip gì? Sắp tới Halloween thì hình như cuối tuần này là mình có một clip là tốn tiền các bạn, tốn tiền phiên bản Halloween. Rồi ok, chúng ta đến vòng thứ 6. Nãy giờ mới có 6 vòng thôi, ăn có 5 6 cái rồi, có tới công chuyện rồi, tốn chọn trước. Vòng này em chọn trước hả? Ừ. Hỏi bán em không sao đâu. Chuẩn bị kết thúc video rồi nha bạn. Bạn nào có câu hỏi gì cứ đặt đi nha. Sao nghi quá ta. Thôi trời. Vô hợp cẩm đỡ ngán. Rồi bẻ luôn các em, bẻ luôn. Hợp cẩm hả anh ơi? Đâu? Đưa ra cho mọi người xem coi. Rồi hợp cẩm nha mọi người. Hào. Hợp cẩm á. Sao tự nhiên giờ xuống nhau chọn hợp cẩm là sao kìa? Đỡ ngán anh ơi. Hợp cẩm đỡ ngán hả? Dạ. Thì ra là hợp cẩm là đỡ ngán, hàng gì có nhiều bạn fan hợp cẩm. Thì ra là vậy. Ok, và cuối sao? Mỗi đứa một cái hợp cẩm. Ok, mọi người đặt câu hỏi nha, trong thời gian hai đứa đang, mọi người đặt câu hỏi nha. Clip này là người cùng người bánh trong khô sẽ thắng giải hưởng là một tháng lương của Vĩ thôi nha. Chứ tháng lương của ăn là chẳng không nổi đâu. Nhưng mà có hợp cẩm khô quá ta.
Tú thì nó đang trong thời gian suy nghĩ là có nên làm KOL hay là ekip không nha các bạn, bởi vì có nhiều vấn đề. Tại vì làm KOL là phải có trách nhiệm với công việc, các bạn không có đi chơi đâu được, được quay thường xuyên. Đó là do bạn thấy clip nào cũng có Hào ăn đại. Đứa nào mà làm KOL là phải cực vậy. Áp lực. Lương cao thì phải có áp lực. Áp lực tạo ra kim cương. Không có hả? Vậy sao có câu đó áp lực tạo kim cương đó. Chắc là áp lực nhiều quá cái mình làm, cái mình có nhiều tiền mình mua kim cương. Anh Lâm có người yêu chưa? Mình có một bé người yêu khoảng gần 4 tuổi ở nhà đi học rồi. Chiều nay mình rước. Rước về nhà. Đọc tên em đi anh Lâm, chào bạn quý nha. Sao anh nặng gì mất tiêu rồi ta? Ủa nó cho mất tiêu giống cái comment theo tôi lẹ chứ. What the hell, có dự định sinh em bé không? Rồi, có em bé khổ lắm các bạn, cực lắm. Có em bé là như là mình phải 2 năm là mình ở nhà mà không có đi đâu được hết luôn. Bởi vì nó đi do KOL là không được phép có em bé tới năm thứ tư là vậy các bạn. Có bé rồi là chỉ có ở nhà cho em bé thôi, không có làm ăn gì được hết. Cực lắm. Đùng cái nó bệnh liền à. Sắp tới còn series 50 người. Không biết nữa, chưa có kịch bản, chưa dự định. Em yêu anh Hào kìa. The hell. Anh cũng yêu em. I love you. Anh Thắng yêu anh Hào. Bạn Thắng ơi, hãy tha cho tôi đi. Hành đâu anh. Hành đâu anh. Hành đâu phải là hành viên team mình đâu các bạn. Không phải là hành viên, chỉ là tham gia chơi cho vui, không phải hành viên. Là ông cọc lần đó. Nhưng mà đó mình quay có nhiều với bé trong sớm đồ, tới quay chung nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. Phải chơi cho vui nhiều. Đọc tên em đi anh, còn cho mất tiêu rồi. Sao đọc được cho mất tiêu rồi. Hùng hùng với mọi cậu á, lẹ lên mấy đứa, dòng chắc dòng cuối rồi nha. Ok mọi người, dòng này chắc là dòng cuối rồi nha. Chúng ta sắp kết thúc video đây. Và clip hôm nay làm về Rama bánh trung thu, bánh trung thu nhân Rama. Sau clip này mình mong mọi người là không nhắc gì đến Vĩ. Hãy cắt hình của Vĩ vào trong góc, poster của hình Vĩ vào trong một góc. Và từ đây không còn nhìn mặt nữa. Xong. Nhớ bạn. Được tại rồi. Vì mấy bạn càng comment hay là càng chỉ trích á, thì nó sẽ càng bị test, bị áp lực, nó lại bộc phá sức gì đó ra, cái nó lại nói như là nó lại bị thêm nhiều cái cực hơn nữa nha các bạn. Hôm nay lý hôm nay là mình cố gắng mình dịu cái drama này đi, mình không có chỉ trích gì đó hết, mình hiểu đó bạn, đích mà nó buộc miệng nó nói ra thôi, ếch chết vì cái miệng mà thì xong, mình tha thứ nhưng mà đuổi khỏi tim, không có nói gì hết, chỉ là đuổi khỏi tim thôi. Tại vì cái drama của Vĩ nó đơn giản là nó đi chơi với lại mình đã soạn sẵn kịch bản đạo cụ rồi cái kiểu hết rồi. Và nhắn tin tên group là bữa đó đi quay nha Vĩ, không trả lời, đi chơi. Tới bữa quay thì nói đi tới Nha Trang rồi. Nhưng mà mình đỡ nói đỡ là đi chơi với lại bạn gái, là nói là khá là đỡ rồi. Thực ra đi chơi với lại học tùm lum tùm la các bạn. Mình ghét nhất là cái đó đó. Và kết quả là mình cho nó nghỉ không thời hạn. Chỉ gần đơn giản là qua xin lỗi anh Lâm một cái là chắc chắn là được làm lại bình thường này, không chửi quản lý rồi thôi muốn nghỉ mẹ luôn đi rồi cái kiểu vậy đó các bạn, thì ok nghỉ thôi, mình đâu có nói gì đâu, mình không đâu ăn gì đâu, mình chỉ nói là ok vậy á. Nhiều bạn hỏi quá thì mình đăng bài lên nói là dĩ bị nghỉ vậy thôi. Xong rồi giờ livestream rồi các kiểu, thì kết quả là có buổi livestream hôm nay, nhưng mà nó là trẻ trâu nít mọi người, tha thứ cho em nó, không chỉ trích nữa. Việc mà mấy bạn làm để cái drama này nó dịu đi đó chính là không quan tâm. Nó livestream kệ nó, không vào xem luôn, không chỉ trích, không chửi gì hết. Xong, không comment gì đó trên video của mình hết. Xong, Vĩ chính thức tan biến khỏi cuộc đời này giống như tí 12. Xong, ok nha. Tại vì đó giờ mình ghét cái drama các bạn. Tại vì mình nhận hợp đồng quảng cáo đồ nhiều lắm. Bất kỳ một cái drama nào nổi lên cực lắm các bạn. Giải quyết tiền không đồ cực lắm. Không phải dễ đâu. Và hợp đồng lao động của em là có điều khoản đàng hoàng, không được tạo bất kỳ một cái drama nó ảnh hưởng tới công ty. Hãy trưởng thành lên nha em. Bất kỳ nào ao tim cũng vậy, coi kỹ hợp đồng lao động. Hợp đồng cao em còn gắt hơn nữa. Tại vì bây giờ mình đã lập công ty rồi, làm chuyên nghiệp rồi, không có làm chơi chơi được các bạn, sẽ bị loại trừ.
đồ ăn dư anh làm gì ạ? À? Ekip mình đông lắm bạn, đồ ăn dư ekip mình chỉ cần bút xong cái bạch vô sập bách luôn á, tôm hùm hay là cua quạt đế gì đó ồ cái là hết liền các bạn. Đúng rồi anh ơi. Không cần biết món dở hay không, cứ quơ đạn nó quơ hết đạn hết các bạn, không có dụng dư đâu. Còn mấy fan có mấy người không ạ? Chơi rồi anh. Hiệp Nguyễn yêu anh Hào sữa. Yêu Hiệp Nguyễn nha. Hào yêu Hiệp Nguyễn nha. Hiệp Nguyễn ơi, hãy tha cho tôi. Hào chưa có bồ nha mọi người, và 3 năm nữa thì Hào sẽ có bồ. Nên bạn nào, bạn nữ nào mà chưa có bồ thì gắng chờ 3 năm nữa thì Hào sẽ có bồ. 2 năm nữa anh. Vậy hả? Ừ. Hồi đầu của em có 2 năm hả? Ừ. Ờ, 2 năm nữa thì Hào nó mới có bồ nha bạn. Còn giờ thì Hào không có bồ đâu. Mọi người fan Hào thoải mái. Hợp đồng KOL là của Hào là 2 năm không được có bồ. 3 năm không có bồ mà. Ờ 3 năm hả? Ờ là sao? Ờ vậy á. 3 năm không có bồ. Ờ là nói chung là giờ em chưa có bồ, ok. Đúng. Đúng rồi, mấy bạn nào mà thấy là nó đi chơi mà với gái gì đó, chụp hình gửi về cho mình. Như vậy. Rồi đợi hợp đồng có 50 triệu em, không sao đâu. Em biết rồi, chị em đó là... Cả đó, chị em về đó, bồ em sao em lừa anh sao? À, anh lừa hay không? Ok, gửi thoải mái mọi người, mình tự lương đó. Thấy mặt em buồn không? Buồn đó, buồn à. Em thất thương em à. À, yêu anh Huy. Thôi, mình có vợ có con đùm đìa rồi. Có rồi anh. Thôi đừng yêu mình mọi người ơi, mình có vợ rồi. Bà xã mình, bà ngồi bên phòng bên kia kìa, bà coi live stream đó. Trời ơi, vợ bóng mộ sao. Về nhà hay nhà trái mệt lắm mọi người ơi, ha cho mình đi mọi người. Yêu anh An hả? An thì yêu được. Yêu Hào nữa, Long, bạn Long yêu Hào. Long rồng. Tới rồi mày. Cái em gái rồi mà. Sao nãy giờ không ai yêu đại hết ta. À, Tường. Hello anh Long, hello Tường nha. Lẹ lên biết đứa ơi. Xong kết thúc video rồi. Rồi còn người quay tung hô. Khá là nhiều bạn comment trên kênh Lâm luôn của mình. Trên kênh Lâm Vlog của mình luôn. Nhưng mà thật sự là bánh hô nó nhạt hay như nước ốc như vậy bạn. Thằng ăn bám cái tạch bà rồi. Nên mình quay clip phụ này cho vui nha. Live stream nói chuyện thôi. Sắp tới mỗi tháng thì chắc là mình sẽ có một buổi tắc show giống như vậy. Live stream trực tiếp nói chuyện ăn uống được cái kiểu. Đặt câu hỏi trả lời. Các bạn cố gắng theo dõi follow kênh Top Top. Kênh Phở Bò hay là kênh Vô gì đó của mình nha. IT của mình nha. Thoải mái nha bạn. Và cuối năm nay nếu mà trời ơi rồi kẹp được lông hả, phản cảm quá à, ăn nè, nãy là một đám ăn mà tụi nó tạt hết rồi nha bạn, giờ còn hai này vô chung kết, chúng ta đi cùng xem ai sẽ là người chiến thắng cái giải thưởng của cùng người bánh trung thu, thắng một tháng lương của Dĩ. Một tháng lương của Dĩ chưa bao gồm mấy cái tiền các kiểu nha, là 7,5 triệu nha, và tiền lương của mỗi thành viên đó lại thuộc, nó tỷ lệ vào cái năng lực á. Nên giờ nếu như mà em nói lương em khắp tí hay là dĩ gì nói lương khắp thì năng lực mình chưa tới. Rồi trách nhiệm với công việc mình chưa tới. Thì mức lương mình phải như vậy. Nên mình phải tự hỏi là tại sao lương thằng này 7,5 triệu, lương thằng kia 1X, lương kia 3X, lương kia 2X. Thì cái kiểu thì do năng lực của mỗi người thôi. Y như mình làm 1 và mình đòi nhận 10 là đó là điều không khởi. Hiểu không? Nên mình đừng bao giờ lấy chuyện lương mình thấp ra mà mình nghĩ đó là mình đội quần. Mình thấp là do mình yếu. Mà mình phải nói ra, ờ do lương thấp nên tao nghĩ. Nghĩ thì nghĩ bà đây, không có cần phải nó biện minh ra, hiểu không? Nói thấp là sai. Chỉ cần đơn giản là bây giờ là tôi muốn đi chơi với bạn gái, tôi điếu hít đi làm nữa. Lộn lẹo lửa các bạn, chữ điếu, mình hay nói chữ điếu nha. Mình điếu hít đi làm nữa, thì mình nghỉ thôi, xong. Chứ mình đừng có biện minh là bây giờ mình lương mình thấp quá mình nghỉ. Lương thấp thì đừng có làm, đúng không? Mới vô làm mình đừng làm. Mình ký hợp đồng lao động đó mình nghỉ. Anh ơi. Ừ. Kết thúc video. À, Tú sao Tú? Còn miếng là anh. Con này nghỉ hả? Kết thúc rồi. Rồi ok, kết thúc. Kết nào thôi, cái team đây à. Ô, Hào giành giải rồi. Đi ra nào. Ra nhận giải. Ok, vậy là Tú quen hết cục này nha. Đem cục này của em ra coi, ghê quá. Ok mọi người đặt câu hỏi lẹ cho Tú còn miếng cuối cùng. À vậy là không ai thắng giải luôn rồi. Không ối rồi. Người không chơi là người chiến thắng. Làm Tú còn cục này nữa là xong rồi nha các bạn. Đó. Chờ đã xong mới lên giải nha. Ra hết nè, chuẩn bị trả lời vài câu nữa là xong nè. Ok sắp xong rồi nha mọi người, đặt câu hỏi nữa. Chuẩn bị kết thúc buổi live hôm nay. Ai mà không xem được cái buổi live này từ đầu tới giờ, các bạn có thể xem vào kênh chính của mình hay trên Phở Bò. Mình đang live 3 nền tảng. Vào đó xem nha các bạn. Còn tên Top Top thì không có tua video được. Còn tên những nền tảng kia các bạn có thể tua về nha. Mình có luôn lại luôn mà không có sót.
Các bạn có hỏi tua lại mà coi. Đại đâu anh? Đại hua rồi. Tạch rồi. La lên ra đại. Âu âu. Có vũ tú. Ôi hua rồi, quần đi, kiếm quần đội đi ba. Tướng như voi vậy ăn. Biết. Ăn hua hào miêu nữa. Ờ, ngào nó tụ tới giây nó biết nó ăn khỏe thế nào rồi. Ví dụ vậy em ăn không nổi là anh thắng hả? Là... Yeah. Ví dụ vậy em ăn không nổi là anh thắng hả? Không ai thắng hả? Vậy thôi em phải thắng rồi. Mấy bạn cứ nghĩ đơn giản là mấy bạn ăn 6 bánh trung thu, mấy bạn chiến thắng thì 7 triệu rưỡi này mình đưa cho bạn, cứ tắt video mình lấy lại thì chắc là không ai muốn làm cho bạn nữa. Khá là mệt mỏi. Ra ngoài nói chuyện với em. Em có ai đang nói chuyện với anh hả? Giờ búng tay cái là đại lần nhất em liền á. Đấy, làm đâu mà, cỡ lố bằng nhau rồi đó. Bây giờ là quyền hạn mỗi người như nhau hết rồi. Đây là hình như là trong 2 năm rồi lần đầu em ăn cái bánh thập cẩm luôn. Gì yêu chị Châu nữa, what the hell, con nhau vậy? Toàn làm ekip hả anh Lâm? Toàn thì nó năng lực của nó khá là kém mấy bạn. Nó nhát nè, giao tiếp kém, rồi nhát, gục ghè. Rồi không có một cái gì hết, thì hiện tại nó đang suy nghĩ về việc làm phụ ekip, cầm đèn, cầm mic, với lại đang suy nghĩ về có nên làm KOL không. Nó sợ nó không làm được KOL, khả năng giao tiếp nó quá kém, nên nó đang suy nghĩ. Còn riêng Dĩ thì nó chỉ duy nhất muốn một duy nhất bây giờ là có bạn gái, quen bạn gái thôi, nên nó chính thức không có làm KOL. Và nó cảm thấy bất công gì đó, hay là nó bị gì đó bị mình cho nghỉ một hai tháng gì đó thì nó nghỉ thôi, nghỉ luôn thôi, bình thường. Bởi vì làm bên đây là mình làm là quy một tập đoàn, tập thể của mình 10-20 người chứ không phải một mình đâu. Mình phải tính cái chuyện tập thể. Một tháng mình tỷ lệ tiền lương hết bao nhiêu người rồi kiểu. Đâu phải có một mình mà mình ảnh hưởng hết cả mọi người đâu. Nên trước khi mình nói gì mình nên suy nghĩ cho chín chắn cái rồi hãy nói. Ok, có ai đặt câu hỏi gì đặt cho mọi người, sắp kết thúc video rồi nha. Dạ làm rồi, em cảm thấy em phải xin số tiền này. Rồi, đây có cái phần trao giải em. 7 triệu rồi, một tháng lương của Dĩ. Gửi cho em chiến thắng. Rồi, cảm ơn em đã tham gia chương trình. Ok. Em dễ quá. Phải chi là bữa 12 giờ đêm á mà em không đi Hà Nội là em quét bảo luôn à. Ca khuya á hả? Em quét bảo. Đúng rồi, em quét hết. Anh nghĩ là bánh trung thu là em quét được bảo chứ. Cái sải sản đó thì hơi khó đây. Bụng em tiêu hóa lẹ lắm anh. Vô Tú là nó làm ekip nhưng mà mấy clip ăn uống thì Tú nó vẫn chơi các bạn. Nó là gà chiến, ăn hơi khỏe các bạn. Mười mấy tuổi em? Em 17 tuổi rưỡi. 17 tuổi rưỡi là ăn còn khỏe là đúng rồi đó mà anh. Đợt anh nhớ anh 20 tuổi là một ngày anh ăn một buổi ăn 3 tô cơm. Hả? Tô nhỏ vậy thôi nè. Vui quá. Rồi, xong rồi em, xong. Đi ra. Xong em rồi, anh kết thúc video nè. Ok. Ok, mình trả lời 3 câu hỏi cuối cùng. Mọi người đặt câu hỏi nhanh và kết thúc video tại đây. Clip hôm nay giải quyết cái drama. Mọi người cắt poster của bé Dĩ vào trong góc. Mình không muốn nhìn thấy poster của Dĩ nữa. Từ nay không gặp mặt nói chuyện nữa xong. Nhưng mà Tết thì mình vẫn về thăm bà nội bà ngoại bình thường. Anh em bà con mà, thoải mái. Gặp anh thì cứ ra quýt bài thoải mái nha. Anh không sặc gì em đâu, bình thường. Nếu hôm nay là anh đang giải quyết cho em thôi. Bởi vì em càng làm drama này lớn chuyện thì em sẽ là người bị chịu thiệt lớn nhất. Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc còn đó. Bất kỳ một cái brand nào đó mà nó làm mình bị thiệt hại cái gì đó là mình phải chịu trách nhiệm đó vậy. Cực lắm đó em. Ok nha. Một câu hỏi là sao Tú có người yêu? Thì bởi vì Tú nó mới làm ekip các bạn. Có người yêu rồi giờ muốn làm thật gần sự là giờ có khi mà bạn đã có người yêu rồi, bạn làm KOL là bạn sẽ rất là ít có fan nữ. Mấy bạn có muốn fan một người mà đã có người yêu rồi khó lắm. Nên Tú làm KOL thì vẫn có tỷ lệ hơi làm được. Nhưng mà nó đang suy nghĩ với việc làm KOL với lại bán hàng online vậy. Tú thì hiện tại là nó đang khoảng đam mê với lại ban ngày. Đi làm bên mình thì ăn uống lụm 5-10 triệu. Rồi ban đêm bán hàng online. Hiểu không các bạn? Tương lai mỗi người con đường, mỗi người đều có một cái hướng đi hết.
Còn Toàn, các bạn biết khả năng của Toàn mà. Toàn thì nó sợ nó không làm được KOL. Nó sợ nó không làm được. Ok, tiếp tục câu hỏi thứ hai nha. À, câu hỏi ăn đâu anh có nên trả lời không? Phí lắm mấy bạn, ăn đâu anh chấm hỏi nó mới về chơi đấy mà bạn nào không tua về thấy gì đâu. Cao eo lên Google bấm ra bạn trả lời câu hỏi nó phí lắm đó nha. Cao eo chỉ là đơn giản là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng các bạn. Ai là chủ kênh Lâm vậy thì dĩ nhiên là vợ mình rồi. Mình là một tháng mình có 8 triệu à. Mà có tháng mình không được lãnh luôn á. Biết sao? Mình vừa lãnh 8 triệu một cái là mình nạp vô game liền các bạn. Cái tờ hôm nay là 3 tháng rồi mình không có lương luôn á. Tại vì mình bị thích chơi game, mấy cái game mà nó anime á bạn. Mình hồi xưa mà phong trào lúc mà chưa có Weibo thì mình là otaku á. Nên mình ghiền mấy cái mà liên quan tới 2D đó. Nên vợ mình ghét, không cho mình tiền nạp nữa. Buồn ghê mấy game mà lặt hẻ nè, game Onichan rồi cái kiểu là mình chơi nhiều lắm. Genshin rồi. Còn gì nữa không ta? Kêu Hào hát đi thì supply các bạn không hát được. Tại vì mình like tới 3 nền tảng được, không hát được. Thì chắc sắp tới nếu các bạn nào yêu thích người Hào hát thì để mình làm clip cấp chạy theo điểm karaoke nha. Đứa nào điểm khách thì được sao cao. Còn đứa nào hát dở thì được sao lớn nha. Tại vì mình hát khá là hay các bạn. Chứ không phải karaoke để chấm điểm, thằng nào la to điểm cao à. Ờ thì đúng rồi, đứa nào la to thì đứa đó được sao khắp á. Ok, chúng ta đến với câu thứ hai, mọi người đặt câu hỏi mọi người ơi. Còn ok, biên kịch có làm việc từ xa không? Thì biên kịch không có làm từ xa, bởi vì vị trí của biên kịch là phải ở gần anh em rồi mới có thể viết được kịch bản nó hợp với lại anh em. Rồi lúc đi quay phải đi theo giám sát là có đúng với kịch bản của mình hay không. Rồi lúc mà giờ edit video là phải xem cái sản phẩm của mình là có đúng với lại cái kịch bản của mình hay không. Và chịu trách nhiệm với kịch bản của mình làm ra được nữa. Nên biên kịch không có làm online được nha mọi người. Biên kịch đây thật ra nó cũng giống như là làm y như khai thấy mình vậy. Nên không có làm online được. Phải đi hiện trường rồi cái kiểu luôn. Anh có chơi Liên Quân không? Câu này câu hỏi phụ cũng được, là mình chơi các loại game luôn bạn. Game gì mình cũng chơi, miễn là nó me me một tí là được. Hình ảnh nó đẹp bắt mắt me là được. Bạn biết me không? M-O-E. Anh Thương đâu anh? Thương thì nó đi làm đó, nó có công việc của nó mà. Free Fire đồ quả xấu quá. Mình là fan otaku. Mình là fan otaku, bạn hiểu không? Otaku thì chỉ thích những cái đẹp thôi. Những cái nào đẹp là mình thích. Mình không có chơi Free Fire, nhưng mà đồ quả đó thì mình không có đạt yêu cầu. Nhưng mà chơi thì vẫn được. Chứ mình không có đam mê được. Tại vì đồ quả xấu quá. Người ta đốt lửa hồi máu hồi giáp anh nói xấu. Đáng gì chứ. Ok, câu hỏi thứ 3 mọi người, đặt câu hỏi lẹ mọi người ơi. Editor làm từ xa, editor cho làm từ xa được. Mẹ ví dụ bạn ngồi bạn edit ở đây là có biên kịch nè, có đạo diễn nè, có cả giám đốc sản xuất ngồi kế bên bạn xem bạn làm đúng hay không nữa. Bạn làm từ xa rồi sao coi, không có làm được, không làm bên mình là chỉ có làm trực tiếp thôi, làm offline chứ không có làm từ xa được. Anh hay là giải thích được đạo diễn với biên kịch là gì không anh? Họ tưởng đâu là vô giọng mình làm kịch bản vậy. Biên kịch là họ tưởng là mình là diễn á. Biên kịch là người làm kịch bản rồi giám sát kịch bản đó, rồi giám sát mọi người làm đúng hay không các bạn, chứ không phải là người diễn. Kịch bản phải là diễn. Kịch bản ví dụ bây giờ mình ra một cái kịch bản là 50 giờ sống trên núi thì mình sẽ viết là kịch bản là 50 giờ sống trên núi, đạo cụ cần những gì, 5 cái vali từ lớn đến nhỏ, rồi ta lành tức là người tham gia cần bao nhiêu, 5 bạn, An, Toàn, Hào, Tú, Đại gì đó, 5 bạn. Đó là kịch bản, là nó vậy các bạn. Nó yêu cầu là trong cái kịch bản nó cần những gì thì mình sẽ liệt kê ra và sẽ ghi lại là những cái đoạn là cần bao nhiêu cameraman đi theo nè, thiết bị gì nè, đạo cụ gì, rồi quay bao nhiêu ngày xong, kinh phí thực hiện clip đó thì mình sẽ liệt kê ra hết. Và chúng ta sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta phòng ngừa, ví dụ như là khi đi thì chúng ta khi mà gặp mưa thì sẽ làm gì, khi gặp rắn làm gì, rồi nói chung là y như là mình rủi ro rồi là mình tính sẵn hết đó các bạn. Là mình đưa một ý tưởng, sau đó mình xem làm sao cho ý tưởng đó nó hay, hoặc là mình ghi sẵn luôn trong
cái vali đó, mỗi vali nó có đồ gì trong đó luôn. Nếu như kịch bản clip đó là vali được ekip chuẩn bị thì phải chuẩn bị luôn. Trong vali của bự nhất thì sẽ có liều, vali nhỏ nhất thì có túi ngủ được chẳng hạn. Đó chính là kịch bản, chứ không phải kịch bản là diễn. Diễn là khác, diễn các bạn phải coi number đồ, nó không có diễn. Chứ mình kịch bản chỉ là kịch bản thôi. Kịch bản chính là một cái tờ giấy, mình nhìn vào tờ giấy đó để mình biết đạo cụ và ekip biết sẽ phải quay gì các bạn. Đó là kịch bản. Anh bao nhiêu tuổi rồi, mình Tết này mình được 34 cái nồi bánh tét rồi nha. Khoảng 1 đến 2 năm nữa thì mình sẽ về hưu. Và mình có dự định mình sẽ đi vòng quanh thế giới các bạn. Lào, Campuchia rồi, mấy nước gần gần nữa. Đi gió rẻ. Rồi. Ok nha, câu hỏi cuối cùng, ok, một câu cuối cùng xong. Nãy giờ câu hỏi của An không ta? Bao lâu anh đi đại hai trình? Đại hai trình thì tên là Bình Dương mình mới vừa có cái đại hai trình ở trên ngã 6 em, nước cuốn như cá vậy á. Còn đại hai trình thì Sài Gòn đầy. Mưa cái là có đại hai trình liền. Anh thích bộ anime nào? Mình thích nhất là bộ anime... Cái bộ mà nó đọc, mình không biết đọc tiếng Anh nhưng mà nó tên là Cô Gia Rít, cái hàng lu lút nó hung phục mọi người đó. Rồi chắc không có câu hỏi thứ ba anh ơi. Vậy là sao mày không ai câu hỏi thứ ba đúng không? Rồi, tổng kết luôn anh ơi. Ok, câu hỏi cuối cùng, có tuyển thành Việt Nam không? Thì mình chưa có nhu cầu tuyển thành Việt Nam rồi. Quá nhiều nam rồi, dầu ăn quá là hao rồi, không có đầu tuyển được nữa. Bây giờ mình tuyển thành viên nữ. Điều kiện là không có bạn trai hoặc là sắp có gì đó thôi chứ chưa có bạn trai đi ha. Rồi mình tên 18 tuổi. Ưu tiên nhà ở Bình Dương. Không có gia đình. Không có gia đình là sao? Thì chưa có bạn trai gì mà chưa có chồng rồi. Trời ơi, chưa có bạn trai mà có chồng hả? Ủa mày kết. Rồi ok. Kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi chốt lại clip hôm nay. Giải quyết cái drama của cô vậy. Mọi người giải quyết cái drama bằng cách không bình luận gì về tới vậy, không qua nick Facebook hay là phở bò hay là tóp tóp gì của vậy để comment hết, vậy nó like gì đó, bơ nó luôn cũng được, đừng chửi nó, không bị coi thôi, muốn nói gì nói, xong là xong. Giải quyết cái drama này là chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người, bởi vì khi chúng ta nói một mình, chúng ta nói sao cũng được, như hiện tại là mình đang nói với mọi người, mình nói sao cũng được và mình không thèm phốt gì hết, chỉ nói đơn giản là không quan tâm nữa là xong rồi, tại vì nói từ một phía nó làm gì, phải không? Và càng nói thì càng chết thôi, bởi vì điều khoản hợp đồng lao động rồi nó có sẵn hết rồi. Khi mà bị mắc một cái hợp đồng quảng cáo brand nào đó là nhân viên hoặc là người nào đó tấn công, live stream đã kích vào tổ chức cá nhân gây khó khó, người đó phải chịu trách nhiệm, giống như vụ của chị Hằng đó bạn, chịu trách nhiệm bao tiền tỷ. Nên vui lòng kết thúc ra bài tại đây. Ok, cảm ơn mọi người đã xem cái buổi live hôm nay. Mình live có tên ba nền tảng, bạn nào xem tên top top, không có chữ đăng tour, không có chữ đăng lưu, các bạn có thể vào kênh chính của mình. Mình có để video trên đó nha. Các bạn có thể tua về đồ coi thoải mái. Ok. Tạm biệt mọi người. Chúc các bạn vui vẻ.